Đàm chui lên, Hàn Lập đang bay lên cao, đưa mắt nhìn xuống dưới. Vừa thấy rõ bộ mặt của hai con quái vật này, Hàn Lập nhất thời trợn mắt há mồm. Chương 1304, thượng cổ cự nhân. Khi cự cao hạ trước hắn, phát hiện hai bên thủy đàm xuất hiện hai cử vật, lại chính là hai bàn tay khổng lồ, 10 cây trụ kia lại chỉ là 10 ngón tay thô to thôi, mà bây giờ, một bàn tay đang từ trong mặt đất vương lên. Cái quang đàm gần 340 trượng không biết đã biến mất khi nào, trở nên thâm thúy dị thường mà giữa trung tâm xuất hiện một quang mang kỳ lạ để lộ ra một con người khổng lồ gần hai trường con người này chậm rãi chuyển động tán ra lãnh quang nhìn thấy cảnh này hàn lập giật mình một cái bỗng nhiên nhớ ra một chủng tộc đỉnh đỉnh đại danh trong linh giới sắc mặt hắn trở nên trắng bệch hắn không dám nghĩ thêm tốc độ đột nhanh lên vài lần nhắm thẳng lên trời cao chỉ là đang dùng thái nhất hóa thanh phù thật sự không thể phi độn quá nhanh cung trang thiếu phụ cùng với ba gã gầy mặc dù chưa phát hiện ra nhưng cũng cảm thấy có một cảm giác nguy hiểm không hiểu. Trong miệng thiếu phụ hư lạnh, há mồm phun ra một cái cầm mặt xích hồng, rồi giơ tay lên, một con dao long thanh quang bắn ra, rồi bay múa quanh nó, chính là thanh sắc phi đạo thần diệu dị thường. Cầm mặt thì quay tròn trên đỉnh đầu, lập tức hóa thành một quang trảo, phủ lấy người thiếu phụ. Ba gã kia đồng thời bấm niệm pháp quyết, trên người tán ra quang mang ngân sắc, ba đoàn quang hợp thể thành một, hóa thành một đoàn đại ngân quang, đồng thời bao phủ ba người trong đó. Sau khi đã đã phòng thủ xong, cũng không chờ bốn gã yêu tu cao dai kia, cũng không chuẩn bị thi triển thần thông gì. Lấy thủy đàm làm trung tâm, mặt đất gần ngàn trượng phát ra một tiếng nổ, rồi đồng thời nứt đất ra. Con người dưới thủy đàm chợt trước mắt một cái, mạ trời lo lửng trên đỉnh thủy đàm chiếu dọi xuống, chợt lóe lên con người. Tiếp theo, một thứ gì đó to bằng một quả núi nhỏ, từ từ ngồi dậy khỏi mặt đất. Hàn lập từ trên cao có thể nhìn rõ ràng, thân hình cự vật kia to gần trăm trượng, hơn phân nửa thân thể đầy bùn đất màu vàng, hai cánh tay dơ lên không chung, chính là cự nhân sinh linh có hình thể to đến mức khó tin. Nếu Hàn Lập không phải ở nhân giới từng thấy La Hầu và Du Thiên Côn có yêu linh cấp độ nghịch thiên, thì sợ rằng khó mà tin được, trên đời này lại tồn tại một vật lớn như vậy. Bên hông cự nhân không biết được bao phủ bởi một thứ gia thú nào, cái đầu phẳng phất như một ngọn núi, trên cái trán lại lõm vào một chỗ, lại chỉ có một con mắt thật lớn cái trổ lõm ấy chính là con mắt còn lại của cự nhân chính là cái thủy đàm khi nãy trừ cái này ra cự nhân có một vẻ bề ngoài vô cùng xấu xí cái mũi thô to vô cùng miệng khẽ nhếch lên mơ hồ có thể thấy được hàm răng sắc bén cự nhân vẫn chưa hoàn toàn đứng lên chỉ là nửa ngồi trên mặt đất phần dưới vẫn còn chôn sâu dưới lòng đất con mắt kia nhìn chằm chằm vào đám người thiếu phụ trên mặt không chút biểu tình không thể nào là thượng cổ cự nhân chạy nhanh Thứ này chúng ta không đối phó nỗi cung trang thiếu phụ bây giờ đã hoàn toàn thấy được tướng mạo của cự nhân, thất sắc kêu lên. Nàng ta rốt cục đã biết vì sao Lam thành chủ ngay cả sống chết của đầu đà cũng không quan tâm, trực tiếp bỏ chạy. Hắn hiển nhiên đã nhận ra các dấu hiệu trước đó, thiếu phụ không còn chút trần chờ gì, hai tay bấm niệm pháp quyết, quang cháo hồng sắc chuyển động ngược lại. Âm một tiếng, quang cháo đã bị vỡ thành mảnh vụn, mà thiếu phụ bên trong đã không thấy bóng dáng đâu. Nhưng ngay lập tức, cách nơi đó khoảng 5-60 trượng, thân hình là lướt của thiếu phụ hiện lên. Ba gã gầy kia thấy vậy cũng đồng dạng hoảng sợ, vừa thấy thiếu phụ chạy thoát, mới tỉnh ngộ ra bấm niệm pháp quyết, cũng muốn thi triển độc môn độn thuật rời xa sát tinh này. Nhưng đúng lúc này, cự nhân một mắt kia đột nhiên há mồm, trong miệng phát ra một tiếng hét quái dị, hút ngược trở vào mồm. Ba gã gầy đột nhiên cảm thấy ngân quang hộ thể chấn động, bị cuốn đi không chung. Ba người kinh hãi cực lực bấm niệm khẩu quyết, muốn đối kháng, nhưng ngay cả thiếu phụ và Lam Thành Chủ là tu sĩ hóa thần cũng phải chạy trốn, thì ba gã Nguyên Anh như bọn họ sao có thể dễ dàng đối kháng. Thân hình ba gã yêu tu này cùng nhau bị hấp lực kéo khỏi mặt đất, hướng về miệng của cự nhân. Lần này, ba gã yêu tu này mới thật sự hoảng sợ. Trong đó, một gã bỗng nhiên chuyển thân trên không trung hóa thành một con cự lang màu bạc thân dài mấy trượng. Con sói này ngẩng đầu chu đầu chu lên một tiếng thê lương, hai gã kia thấy vậy không chút do dự hóa thành một đạo ngân ảnh, lao vào trong thân thể cự lang. Nhất thời, hai bên cái đầu sói, hai đoàn lưỡng sắc thanh hồng lao đến, hiện ra lưỡng sắc lang thủ. Tam khỏa lang thủ đồng thời chu lên, ba đạo tam sắc ngân hồng thanh từ miệng phun ra, Ra ngập vào ngân quang hộ thể. Mặc dù không làm thân hình ngừng lại, nhưng có thể làm cho tình thế khẩn trương trì hoãn được một chút. Yêu tu này dưới tình huống khẩn cấp, rốt cục đã hợp ba thành một, trở thành tam thủ yêu lang bản thể. Hàn Lập ẩn thân trên không trung thấy được cảnh này, trong lòng vừa động Xuất hiện một thân ảnh trong đầu, nhưng nhẹ nhàng thở dài một hơi, đuổi bóng dáng này ra khỏi đầu, tập trung vào tình cảnh bên dưới. Nếu thủy đàm là do tên cự nhân này mà thành, vậy khẳng định tên phản nghịch linh tộc kia đã bị tiêu hóa rồi. Mà theo hiểu biết hắn, thượng cổ cự nhân linh trí cực thấp, thích ăn tất cả những vật sống, căn bản là không có khả năng phân biệt thần huyết, chắc là cái bình đựng thần huyết, hơn phân nửa là nằm trong người tên cự nhân này. Cái này thì sẽ rất khó giải quyết đây. Thượng cổ cự nhân dù là chủng loại thấp nhất, nhưng sau khi thành niên cũng có thể luyện được vài thần thông bậc thấp, những cự nhân có thiên phú dị bẩm, thậm chí có thể hợp thể để tồn tại. Thậm chí trong truyền thuyết còn có cự nhân ngàn mắt nữa, có thể đấu tay đôi với chân long thiên phương. Trong lòng Hàn Lập nói thầm, nhưng muốn hắn lui bước thì là không thể. Lúc này, tam thủ ngân lang phun ra trong miệng vài kiện bảo vật, hướng về hấp lực, thoát phây mà chạy. Nhưng khi vừa ra khỏi miệng, cũng vù một tiếng, rồi cũng chui thẳng vào miệng của cự nhân, căn bản là không có tác dụng gì kể từ đó tam thủ ngân lang chỉ có thể dựa vào pháp lực bản thân chống đỡ thân hình từ từ bay về hướng cự nhân cho dù cự lang này nhiều lần cuồng phun ra tam sắc quang hà cũng không thể cản trở được nhưng kéo dài như vậy cự nhân đã không còn kiên nhẫn đột nhiên giơ một tay trụ xuống cự lang giống như đang đập ruồi vậy một cái bóng lớn bao phủ lấy yêu lang dù chưa đụng vào nhưng trưởng phong đã làm cho ngân quang hộ thế của yêu lang run lên phảng phất như lúc nào cũng có khả năng biến mất bị bàn tay đáng sợ đó chụp xuống cho dù là thân thể cứng rắn như thép cũng thành cái bánh bao thịt nữa là nhưng yêu lang đang bị hấp lực khống chế căn bản là không thể tránh né trong mắt cự lang không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng mắt thấy bàn tay to chuẩn bị đạp xuống yêu lang thì dị biến chợt xảy ra đột nhiên hoàng quang gần yêu lang chợt lóe một dáng người gầy yếu từ hư không quỷ dị xuất hiện không nói hai lời đánh ra hai quyền chính là trưởng lão tộc lạc thứ hoàn thiên kỳ một quyền đánh về giữa bàn tay khổng lồ còn quyền kia nhắm ngay yêu lang hai nắm tay chấp động linh quang hai quang quyền hoàng sắc hiện ra ầm ầm hai tiếng quang quyền và bàn tay to tiếp xúc làm cho bàn tay dừng lại cự lực ép xuống biến mất mà quyền còn lại đánh lên ngân quang hộ thể của yêu lang làm cho thân hình nó run lên nổ mạnh một tiếng rồi bay ra ngoài thoát khỏi hấp lực điên cuồng kia lúc này bàn tay to đã đập xuống nhưng thân hình của thiếu niên thoáng cái như quỷ mị biến mất tại chỗ nhưng ngay lập tức, thiếu niên đã xuất hiện cách đó 10 trượng, chạy lại phía trước yêu lang, nhẹ nhàng điểm lấy. Thanh quang trống rỗng hình thành, đảo mắt một cái hóa thành thanh kính thật lớn, trong suốt long lanh. Thân hình to lớn của yêu lang đụng vào kính, lấm vào, rồi chậm rãi vang ngược ra. Đa tạ hoàn tiền bối ra tay cứu mạng, yêu lang lắc lắc đầu, vui mừng sợ hãi vội vàng tạ ơn. Nó dĩ nhiên bình an vô sự, ngươi lui ra một bên, căn bản không thể đối phó thứ này. Không ngờ ở đây lại có thượng cổ cự nhân, xem ra hẳn là trước tam cảnh kiến lập vân còn trầm ngủ trong cốc nếu không tuyệt đối không thể tiến vào đây không chung gần đó xuất hiện một đoàn bạch quang chớp động một gã mặc áo bào trắng hai tay chắp sau lưng xuất hiện chính là sllq hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cự vật không xa đằng kia sắc mặt ngưng trọng dị thường hư đại tự nhiên này thượng cổ cự nhân có hình thể như vậy cho dù là người thủ hộ tam cảnh có mù hai mắt cũng không có khả năng thả một hung vật như vậy tiến vào biên giới của chúng ta bất quá đây chỉ là cự nhân một mắt, hơn nữa hẳn là thân bị trọng thương, cho nên mới ngủ say trong cốc không dậy nổi, chúng ta thủ liên hao tổn chút nguyên khí, đủ để đánh chết nó thiếu niên họ hoàn nói, trên mặt đầy sát khí. Thứ kia chia thế nào? Ta nghe nói trên người cự nhân này có một khối lạc dương tinh, đây là tài liệu luyện chế trí dương linh bảo tốt nhất SLLQ khẽ cao mày. Ta đối với thứ của phản nghịch linh tộc không có hứng thú, khối lạc dương tinh là tốt rồi thiếu niên họ hoàn tựa hồ đã suy tính trước, nói ra không chút do dự. Hảo, quyết định như vậy, mấy người các ngươi cẩn thận cho ta một chút, mặc dù linh tộc tạm thời rút lui, nhưng cũng phải phòng ngừa chúng quay lại, SLLQ đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói với những bóng người xuất hiện xa xa. Hàn Lập đứng trên cao, nghe được lời này, không khỏi nhìn theo lời nói. Chính là Lam Thành chủ cùng với cung trang thiếu phụ, còn có một số người của yêu nhân lưỡng tộc, nhưng mà không thấy bất cứ bóng linh tộc nào. Chương 1305, cự nhân chi chiến. Trở lại trận đấu trước cốc khẩu. Húc Thiên dù có thần thông quảng đại, nhưng cũng không ngờ rằng, công pháp của Hoàng Lương Linh Quân và thiếu niên họ Hoàn kia lại có thể bổ trợ cho nhau, nên càng đấu lâu, càng phảng phất như phải đối mặt với một tu sĩ luyện hư đại thành vậy. Húc Thiên thất kinh, biết rằng không có phần thắng, nên lập tức không ham chiến nữa, sau khi hét lớn một tiếng, lập tức mang hết những người của linh tộc, quyết đoán rút lui. Nếu không, thiếu niên họ Hoàn và Hoàng Lương Linh Quân cũng không thể chạy vào trong nhanh như vậy. Lúc này, cự nhân còn nửa thân người dưới mặt đất Nhìn thấy nhiều người đến, tựa hồ như nghĩ đến cái gì đó, hung quang trong mắt chợt lóe, đầu ngẩng lên, phát ra một tiếng hét điên cuồng, rồi cúi đầu, trong mắt bỗng nhiên hiện ra bạch quang sáng chói, tiếp theo vô số đạo bạch ti bắn ra, lao đến hướng của thiếu niên và Hoàng Lương Linh Quân. Hư, không ngờ đã đem Lạc Dương tinh luyện hóa hoàn toàn, nhưng chỉ là một ít hỏa ti mà cũng muốn làm thương tổn ta, thật sự là si tâm vọng tưởng, Hoàng Lương Linh Quân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên, bảo vật bát quái kính lập tức hiện ra điên cuồng chợt lóe rồi biến lớn lên, chắn trước người. Bạch sắc quang ti lao tớ, nhất thời bị linh quang của kính bắn ra, rồi ngược trở lại, bắn đến thân hình của cự nhân. Nhưng khi quang ti ấy vừa chạm vào thân thể của cự nhân, thì chợt biến mất như không tồn tại. Thiếu niên họ hoàn cũng dùng linh lực cự kình phản công tới bạch sắc quang ti này. Cự nhân vừa nhìn thấy công kích không có hiệu quả, trong miệng gầm lên một tiếng, rồi quang ti trong nháy mắt đã bị ngừng lại, một bàn tay to năm ngón giơ lên, phảng phất như một ngọn núi lớn quét đến hai người đó dù chưa chạm tới nhưng mà một cơn lốc đã quét tới sắc mặt hoàng lương linh quân trầm xuống há mồm một phiến chỉ màu trắng bay ra khỏi mồm hắn giơ tay lên chụp lấy phiến chỉ nhắm ngay bàn tay khổng lồ đang lao tới kia trong nháy mắt một đạo bạch phong sinh ra lao vào với cơn lốc kia làm cho cơn lốc kia không thể tiến lại gần hai người mắt thấy bàn tay sắp đến thiếu niên họ hoàn trà trà hai tay một đạo điện mang màu xám hiện ra điện mang trong tay biến đổi hình biến ảo hình thành một trường đao màu xám đao này thoạt nhìn hẹp dài sắc bén lạnh lẽo không ánh sáng không hề bắt mắt cùng lúc đó trong miệng người thiếu niên lẩm bẩm trên khuôn mặt thanh thú hiện ra một căn hoàng mau hai mắt cũng trở nên xanh đậm hơn hét lớn một tiếng linh khí tận trời bạo phát từ trên người thiếu niên trường đao trong tay nhẹ nhàng vung lên một đạo hôi tuyến bỗng nhiên chém ra xào sạc một tiếng hôi tuyến đột nhiên trở nên to lớn sau đó chém vào ngón cái của bàn tay to kia hôi tuyến cực kỳ sắc bén xoẹt qua một cái ngón cái đã nhẹ nhàng rớt xuống cự nhân kêu lên một tiếng thống khổ thảm thiết rút tay về con mắt trên trán xoay tròn hiện ra những tia máu nó nhìn thẳng vào thiếu niên họ hoàn trên khuôn mặt xấu xí bắt đầu lộ vẻ cuồng nộ thiếu niên sau khi chém ra một đao trường đao chợt biến mất đồng thời trên mặt cũng tái nhợt xem ra một đao này đã làm hao tổn rất nhiều nguyên khí của hắn đạo hữu lưu tâm một đao của người tựa hồ đã làm cho nó tức giận sự rằng muốn động phần dưới không biết sẽ thế nào thương thế của nó đã khôi phục thế nào rồi nếu đã khỏi hẳn thì có thể khó giải quyết đây hoàng lương linh quân cầm phiến chỉ trong tay sau khi đánh chặn cơn lốc kia nhìn chằm chằm cự nhân chậm rãi nói điểm này không cần nói lão phu cũng biết vừa rồi chỉ mới thử tu vi của nó mà thôi nếu dễ dàng bị ta chém như vậy thì nó cũng chỉ là một cự nhân bình thường thôi người cứ yên tâm ứng chiến thiếu niên họ hoàn nhìn chằm chằm cự nhân, thản nhiên nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, miệng vết thương trên tay cự nhân, đột nhiên xuất hiện lục mang. Dưới lục quang ấy, vô số tia máu và xương thịt điên cuồng xuất hiện, rồi một ngón cái bình thường hoàn hảo vô sự lại xuất hiện. Tùy tay vận động ngón cái này, xem ra thật sự không có vấn đề. Thiếu niên họ hoàn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức hít một hơi vào. Bất diệt chi thể, Hoàng Lương Linh Quân cũng có đồng tử lại, thì Thảo nói ra một câu lúc này hai tay to của cự nhân bỗng nhiên đập mạnh xuống đất làm cho cả hỗn độn cốc rung rinh một trận thân hình của cự nhân đã cao hơn gấp mấy lần rốt cục đã đứng thẳng cả người dậy nhưng làm cho đám yêu nhân hoàng lương linh quân sắc mặt khó coi chính là lúc cự nhân đứng dậy bỗng nhiên đưa tay xuống đất cầm lấy một thạch bổng khổng lồ bổng này thật sự rất to chiều dài của nó cơ hồ bằng một nửa cự nhân mà ngoài mặt của nó nổi thanh quang nhè nhẹ thạch bổng này nghe đồn là thanh linh sa luyện chế mà thành Tài liệu chân quý cùng với thể tích tinh khiết, hơn nữa còn được trầm thượng một bậc. Bị một vũ khí kinh khủng này đập chúng, cho dù là pháp bảo linh khí gì đó, sợ rằng luyện hư trung kỳ cũng không có mấy người đỡ được thứ này. Thì ra là vũ khí, xem ra phiền toái rồi, không xuất toàn lực không được cơ mặt của Hoàng Lương linh quân đã co quắp lại. Không cần đạo hữu nói, Hoàn Mộ cũng rõ ràng, động thủ đi, quyết không để cho hung vật này rời khỏi nơi đây thiếu niên họ Hoàn mặt không thay đổi nói, tiếp theo há mồm hét lên một tiếng. Cơ hồ ngay lập tức, thải hà giữa không trung chợt lóe, hiện ra một phi nga cực lớn. Chính là linh trùng của Hoàn Thiên Kỳ, chỉ là thành thuộc thể huyễn diễm. Thân hình của phi nga tỏa sáng, trong nháy mắt vẻ diễm lệ sáng mở trở nên cuồng khởi, rồi chợt biến lớn lên. Mà thân hình thiếu niên cũng bay lên, trên người sinh ra hoàng sắc thú mao, đồng thời thân hình bắt đầu hóa thú. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành nửa người nửa thú. Hoàng Lương Linh Quân bên cạnh ngồi xuống, ngồi khoanh cha lại, vỗ vào thiên linh, một cổ hoàng sắc hà quang từ đỉnh đầu toát ra, nâng lên một nguyên anh gần nửa thước. Khuôn mặt của nguyên anh này y chang với Hoàng Lương Linh Quân, mặc một kiện chiến giáp bằng bạc, tay cầm một tiểu kiếm màu xanh biếc, tay kia cầm một đại ấn bạch ngọc. Nhìn có vẻ giống như người thật vậy, không có bất cứ cảm giác hư ảo nào. Nguyên anh bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay giơ lên, khối đại ấn rời khỏi tay, biến thành mẫu hứa lớn, hung hăng nện xuống đầu của cự nhân. Còn thiếu niên hóa thú kia, chợt hóa thành một đạo lưu quang, đồng thời hai tay thành chảo, bỗng nhiên háo thành một mảnh hư vô xuất ra. Từng đạo chảo mang phảng phất như thật hiện lên, vang lên những tiếng động khác thường, lao đến hướng của cự nhân. Yêu thú biến thành một đạo độn quang chợt lóe, nhập vào trong chảo mang, quỷ dị không thấy. Cự nhân nổi giận, tiếng giống không dừng lại, con mắt bắt đầu thả ra xích hồng quang trụ, đồng thời thạch bổng dơ lên, nhắm ngay đỉnh đại ấn đập xuống. Tay kia thì chụp xuống đất, một đống bùn đất lớn trong tay, hoàng mang chấp động, hóa thành một cự thạch có đường kính gần mấy trượng. Sau đó nắm tay di chuyển, ném ra cự thạch trong tay, nhắm ngay đỉnh đầu của Hoàng Lương Linh Quân. Lúc nào, chảo mang và quang trụ đã va chạm nhau, phát ra những tiếng nổ ầm ầm, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa, thạch bổng đột nhiên đánh xuống. Đại chiến chính thức bắt đầu, Hàn Lập trốn trên cao chăm chú nhìn một người một yêu và một cự nhân đại chiến, nhíu mày không thôi. Không hổ là cuộc chiến giữa tu sĩ luyện ngược kỳ cùng với thượng cổ cự nhân dưới thần thức của hắn, nhất cử nhất động của ba người đều làm kinh động nguyên khí của trời đất không thôi. Đặc biệt là nguyên anh của Hoàng Lương Linh Quân, nguyên anh chỉ huy khối đại ấn, mỗi lần công kích là lại hấp thụ linh khí, làm cho uy lực cơ hồ gia tăng hơn phân nửa, nếu không thì cho dùng bản thân đại ấn kinh người cỡ nào, cũng tuyệt đối không thể đỡ được vài kích của Thạch Bổng. Người thiếu niên nữa thú đem thân hình hóa thành một đao lưu mang tinh oánh, thân thể chợt ẩn chợt hiện, phảng phất như một dòng suối thật lớn, không ngừng hấp thụ linh khí xung quanh. Về phần cự nhân, cái miệng lớn cũng lơ đãng hé ra, theo tiềm thức phun ra nuốt vào một lượng lớn linh khí. Số lượng linh khí mà nó phun ra nuốt vào lớn rất nhiều so với hai người kia, nhưng nói về độ tinh thuần thì còn thua kém rất nhiều. Hàn Lập lần đầu tiên quan sát một trận đấu của luyện hưu kỳ, hiển nhiên cũng không tự chủ mà tu luyện công pháp của bản thân. Kết quả, cũng có được một chút thu hoạch, đang lúc Hàn Lập tập trung tinh thần, đột nhiên sắc mặt vừa động, quay đầu nhìn về hư không. Mặc dù nơi đó rõ ràng không có gì, Thần niệm của hắn cũng không cảm ứng được gì, nhưng trải qua linh mục đã được tinh thuần vô số lần, vẫn mơ hồ cảm nhận trong không trung, xuất hiện một người trong suốt đang đứng đó, cũng đồng dạng quan sát trận đấu. Húc Thiên, mặc dù linh mục của Hàn Lập không thể nhìn rõ, nhưng nếu có năng lực ẩn núp trong đây mà không bị phát hiện, thì tựa hồ chỉ có người này. Hàn Lập mừng rỡ nói thầm, đối với hắn, cục diện càng loạn thì càng có lợi cho hắn. Ngay lúc Hàn Lập quay đầu nhìn về bóng dáng trong suốt kia, thì cái bóng ấy cũng vừa động quay đầu qua, nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng dùng mình, cũng may, bóng dáng ấy lập tức cúi đầu xuống, không biết có thật sự phát hiện sự tồn tại của Hàn Lập hay không, hay chỉ là một cử động vô tình. Hai mắt Hàn Lập mở to, sắc mặt âm tình bất định. Đại chiến bên dưới đã rằng có một hồi lâu, dưới sự đập phá của cự nhân và hai gã yêu nhân, hỗn độn cốc đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng những trên mặt đất đầy những hố sâu, mà khắp nơi đều có hố to, lúc đầu, khắp nơi đều là sương mù nhưng đã bị linh khí đẻ ém xuống hơn nữa bởi vì ba người quấy nhiễu nguyên khí của trời đất nên trên trời gần đó đã trở nên âm u một trận mưa lớn sắp đổ xuống dưới ánh mặt trời chói trang gió và tuyết cũng xuất hiện phong nhận loạn vũ một lát sau xuất hiện mưa đá đầy trời trừ cung trang thiếu phụ và vài tên tu sĩ hóa thần còn có thể đứng xa xa quan sát thì những người còn lại đã rời khỏi hỗn độn cốc vì sợ bị liên lụy cái mạng nhỏ thoạt nhìn cự nhân kia độc ác dị thường thạch bổng không ngừng công kích nhưng Hàn Lập lại hình rõ ràng, đây là hai người kia cố ý du đấu. Cho dù cự nhân có được linh khí của trời đất bổ sung thể lực, thì giờ phút này vẫn đang vào cảnh thất thế, vô luận là múa bổng hay bắn cự thạch, thì tốc độ đã không còn như lúc đầu. Thua trận đã là điều sớm muộn, qua nhiên, lợi trảo của thiếu niên họ hoàn, thừa dịp cự nhân bị Hoàng Lương Linh Quân công kích, đã một lần nữa chặt đứng một ngón chân của cự nhân. Mặc dù tên cự nhân gào thét đau nhức, nhưng miệng vết thương không khép lại, không hồi phục lại cơ thể nhất thời, Hoàng Lương Linh Quân và Hoàn Thiên Kỳ đều sáng mắt, biết được thời cơ kết thúc trận đấu đã tới. Chương 1306, Thần huyết chi tranh. Nguyên anh trên người Hoàng Lương Linh Quân phóng hoàng quang ra, tiểu kiếm trong tay bỗng nhiên tự hành bay ra ngoài. Lục quang chợt lóe, tiểu kiếm hóa thành một con linh thú mình ngựa đầu ưng, trên thân có một đôi cánh màu xanh, hé miệng lớn hung hăng đánh về phía cự nhân. Mà hắn vẫn quay cuồng trên không trung, đại ấn cũng không ngừng lại. Đại ấn sau một kích, đột nhiên run lên không hạ xuống, ngược lại quay tròn không ngừng, hóa thành một đạo hư ảnh. Nhất thời, trên không trung gần đó xuất hiện vô số đạo hà quang có màu sắc khác nhau, tập trung về hướng đại ấn, tốc độ bành trướng và thế tích kinh ngừa, trừ cái này ra, thì đại ấn đã biến lớn gấp mấy lần ra, che nửa bầu trời, thanh thế kinh người dị thường. Hoàn thiên ký độn quang xuống, thân hình ngừng lại cách tên cự nhân mười trượng, hai tay vừa tiếp nhất, hai luồng điện quang màu xanh đồng thời hiện ra, những tiếng sấm nổ ầm ầm truyền đến. Mấy đạo cự nhận màu xám xuất hiện, mặc dù nhìn như cùng một thần thông, nhưng trường đao trước kia so ra, uy lực không thể nào bằng. Đồng tử nửa yêu hóa của Hoàn Thiên Ký lạnh lùng nhìn chằm chằm cự hân, đột nhiên giơ tay lên, đứng lơ lửng giữa không trung ngoắc một cái. Nhất thời, hai cánh đập xuống, hóa thành một vệt sáng vụt xuống, cuối cùng không còn thấy bóng dáng đâu. Tiếp theo, cự nhận bỗng nhiên sáng mở lên, hai tay hắn nhắm ngay phần eo của cự nhân kia, chậm rãi chém xuống. Một tia sáng chợt lóe lên, Cự nhân mặc dù linh trí không cao, nhưng dưới công kích khủng bổ của hai người này, cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nó ngửa mặt lên trời giống một tiếng, con mắt đột nhiên lóe bạch quang, một viên cầu màu trắng tinh phun ra, hóa thành một đoàn bạc quang, vừa lúc linh thú kia đánh tới. Tiếp theo, huyết quang vừa hiện, một đạo tinh quang phảng nhất từ trong đồng tử bắn nhanh ra, vừa lúc một chảm kia chém tới, cả hai chạm vào nhau. Một màn quỷ dị xuất hiện, hai bên tiếp xúc với nhau, quang mang kỳ lạ đang vào nhau, nhưng cả quá trình lại không hề có một tiếng động nhưng nhất thời rằng co không dứt đối mặt với đại ấn màu trắng trên đỉnh đầu thân hình cự nhân quay tròn thạch bổng huyễn hóa thành một ngọn núi nhỏ kèm theo vô số ác phong đánh ụp lên đầu hoàng lương linh quân tiếp theo hai tay nó nắm chặt thành quyền làm nổi lên cả mạch máu to khổng lồ nhắm ngay đại ấn trên không trung hung hăng đánh một cái nó dựa vào một thân thần lực tay không bảo hộ đánh vào đại ấn trên đỉnh đầu một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến đại ấn run lên thả ra rất nhiều quang mang, làm cho Hàn Lập đang tập trung nhìn, cũng không dám mở mắt ra, nhắm chặt hai mắt. Lập tức cảm thấy một luồng khí áp lực ập đến, kích động không khí xung quanh, làm cả thân hình của Hàn Lập bị ảnh hưởng, cứ như là bị cuốn đi. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, không suy nghĩ thêm nữa, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, ổn định lại thân hình. Khi hắn mở mắt ra nhìn bên dưới, không khỏi ngẩn người. Bởi vì bên dưới không biết khi nào đã xuất hiện một đám mau hoàng sắc, che tất cả mọi người bên trong lại, hàn lập do dự một chút rồi thả thần niệm ra thì bên trong đám mây truyền ra tiếng giống giận kinh hồn của cự nhân rồi còn trộn lẫn tiếng giống của yêu tu họ hoàn và những tiếng nổ đùng đùng bên trong đám mây hoàng sắc kia quay cuồng không ngừng ẩm hàm tiếng rít nhưng thật ra hoàng lương linh quân từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ một âm thanh nào cũng không biết là làm phép nên không thể phân tâm hay là đã tính trước một cái gì đó rồi trong lòng hàn lập vừa động quay đầu nhìn qua hướng bóng đen kia ẩn núp Kết quả là bóng đen có nét gần giống với Húc Thiên đã biến mất từ lúc nào không biết. Hàn lập chớp mắt vài cái, rồi quay đầu nhìn về hướng Hoàng Vân kia, chợt trên mặt xuất hiện một sự kinh ngạc. Một tiếng hét thảm vang lên tận trời cao từ đám Hoàng Vân. ầm ầm, một tiếng, giống như là có vật gì đó thật lớn ngã xuống đất, làm cho mặt đất rung lên. Tất cả âm thanh đều đột nhiên dừng lại. Trong mắt Hàn lập chợt lóe một dị sắc, hai tay niệm quyết, cả người không tiếng động lao xuống. Cơ hồ trong lúc đó từ vân trung bỗng nhiên truyền ra tiếng cười đắc ý của hoàn thiên kỳ may mắn là xuẩn vật này linh trí không cao nếu không kết quả mà ta đợi thật đúng là không nhanh như vậy phản nghịch linh tộc khẳng định là đã bị nuốt ta đến mở thân thể của nó ra xem để xem tên phản nghịch ấy rốt cuộc là mang theo thứ gì mà không tiếc ngàn dặm chạy trốn đến đây à vậy làm phiền hoàn huynh khối lạc dương tinh này đã được tôi thu lại lập tức giao cho đạo hữu trong đám mây truyền ra giọng nói của hoàng lương linh quân hoàng vân rốt cuộc tán ra lộ ra tất cả. Chỉ thấy cự nhân khổng lồ nằm một đống dưới đất, trên người đầy vết thương, một tay và một chân bị chặt đứt kế bên, tựa hồ như bị chặt đứt trực tiếp. Mà cái đầu thật lớn đã bị đập nát vụn, chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Mà trước ngực cự nhân, xuất hiện một cái lỗ thủng kinh người, bên trong tựa hồ không còn gì, phảng phất như vì muốn tìm bảo vật mà một kích phá hủy luôn cả trái tim. Phỏng chừng một kích này mới là chí mạng, Hòa Thiên Kỳ đã hóa giải hình thể bán yêu, khôi phục lại diện mạo loài người, trừ sắc mặt tái nhật ra, cũng không bị thương gì. Giờ phút này hắn cầm một phi đao màu trắng, đang rạch trên cái bụng thật lớn của cự nhân. Mà ở một góc khác, Hoàng Lương Linh Quân đang chơi đùa với một khỏa tinh cầu, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Tinh cầu kia chính là quả lạc dương tinh, chỉ là không biết Hoàng Lương Linh Quân đã dùng pháp thuật gì mà làm cho nó trở nên ngoan như vậy. Năm đó chúng ta tại hoang dã đã từng chém giết với một cự nhân song diện. Thứ đó khó đối phó hơn thứ này nhiều, có người nói thượng cổ cự nhân không thể trêu chọc vào, có lẽ là nói quá. Chúng nó rất khác so với cổ thú và linh thú cổ, cũng không có thân thể lớn như vậy, nhưng trên người lại không có bất kỳ thứ gì hữu dụng. Tốn nhiều khí lực lớn như vậy mà lại không được gì, cũng chỉ uổng phí tinh lực hoàn thiên kỳ thở dài, vừa cầm đao rẻ thịt vừa nói. Cái này là hiển nhiên, trong cổ giới hoang dã, đợt tình hình chung, chúng ta thấy loại cự nhân này đều là kính nghi viễn chi. Bất quá nếu nói trên người cự nhân không có hổ tốt, thì không nhất định nhớ lang vương trong thất đại yêu vương đã từng đánh chết bảy tên cự nhân hoang dã kết quả trong cơ thể của chúng tìm được một khối vạn hy uế thổ lúc này mới có cơ duyên luyện chết thành vạn hy yêu tháp trên hỗn độn bảng trở thành yêu vương của một đời lang tộc hoàng lương linh quân lắc đầu nói điều này cũng đúng thượng cổ cự nhân cái gì cũng thích cắn nuốt nếu có chút cơ duyên thì có thể tìm được thứ tốt bất quá tỷ lệ rất nhỏ người nào mà chỉ vì một điểm hư vô mờ mịt như vậy mà liệu mạng với một cự nhân chứ đặc biệt là đám thượng của cự nhân hung vật này, người chẳng lẽ đã quen? Sau khi chúng ta giết chết một cự nhân xong diệt, lại xuất hiện một cự nhân ba đầu truy đuổi, thiếu chút nữa đã phải nhảy xuống biển hoàn thiên kỳ nghe vậy, không khỏi cười khổ nói. Hoàng lương linh quân nhớ lại chuyện năm xưa, không khỏi cười trừ, cũng không nói gì tiếp. thở dài một tiếng, hoàn thiên kỳ sau khi vẽ một hết một đường trên bụng của cự nhân, nhất thời từ có tràn ra một đống đồ vật. những thứ này này đã ảm đạm không phát sáng, riêng chỉ có một ngọc bát màu lam nhạt cùng với một chiếc bình nhỏ trong suốt đỏ tươi, còn đang phát ra linh quang. Trên chiếc ngọc bát ấy hình thành một tầng lam quang, vừa lúc đem chiếc bình nhỏ vào bên trong. Chắc là nó hoàn thiên kỳ đảo mắt qua, xác định xác định ngọc bát màu lam kia là khí vật bản thể của linh tộc. Nhưng ngọc bát lúc này đã mất hết linh tính, hiển nhiên là do tên linh tộc này suy sụp. Cho dù tự thân suy sụp, cũng muốn bảo vệ thứ gì đó, và tám chín phần đây là thứ bọn họ tìm. Khi hoàn thiên kỳ vui mừng đưa tay chụp tới cái bình nhỏ, thì đằng xa, Hoàng Lương Linh Quân đột nhiên biến sắc, hét lớn. Cẩn thận, Hoàn Thiên Kỳ đang vươn tay tới, cơ hồ lúc Hoàng Lương Linh Quân nhắc nhở, đồng thời thần niệm cũng cảm ứng được, một hàn mang đang đánh lén tới sau lưng mình. Hắn kinh sợ, không dám nghĩ nhiều, một chân dẫm mạnh xuống mặt đất, làm thân hình bắn lên không trung, một đạo huyết chủ quang cơ hồ xoẹt qua hai chân hắn. Tiếp theo, một bóng người từ gần đó thoáng hiện, thân hình thoáng một cái, đã lao tới cái bình nhỏ. Người dám, Hoàng Lương Linh Quân nổ quát một tiếng, Mười ngón tay bắn về hướng cái bóng đó. Tiếng xé gió vang lên, mười đạo kiếm khí hoàng sắc lao tới. Nhưng rõ ràng là đã chậm rồi. Sau khi một tay chụp lấy cái bình, bóng người phát ra một tiếng cười đắc ý, sau đó thân hình thoáng một cái, liền hóa thành một đoàn huyết vân bỏ chạy lên không trung. Húc thiên, thì ra là ngươi. Ngươi chạy đi đâu khó khăn lắm mới đánh bại được cự nhân này, vừa mới thấy được bảo vật, chưa kịp lấy đã bị đánh lén đoạt mất, làm sao mà hoàn thiên kỳ không nổi giận được. Thúc giục thần niệm, đột nhiên không gian trên huyết phân dao động, một phi nga cử đại xuất hiện, hai mắt màu xanh chợt lóe, không nói lời nào vỗ cánh bay đi. Một cổ thải vụ bảy màu chụp xuống huyết phân, huyết phân đối với làn xương mù diễm lệ kinh sợ dị thường, không dám đón dỡ, vội né sang một bên tiếp tục chạy. Nhưng sự trì hoãn trong giây lát này, dưới sự thúc giục của Hoàng Lương Linh Quân, mười đạo kiếm khí đã hung hăng đánh tới, bản thân hắn cũng hóa thành một đạo hoàng hồng trực tiếp lao tới. Húc Thiên không khỏi dùng mình, đúng lúc này, đột nhiên bên tai hắn chuyển đến một âm thanh vô cùng quen thuộc. Húc thiên đại nhân, mau đưa thần huyết cho ta, ta dùng ẩn nặc độn thuật đưa bảo vật này đi trước nghe được âm thanh này, húc thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mừng rỡ. Người ẩn núp bên cạnh, quả nhiên là phệ viêm, lúc trước, húc thiên mặc dù có thiên thú thần thông, cũng nhìn ra hành tung của vị đồng tộc này, nhưng chỉ là nói thầm, không có dũng khí khẳng định. Bây giờ, nghe được âm thanh quen thuộc, vị huyền linh này không còn hoài nghi. Một tay giơ ra, linh quang trong tay chợt hiện, bình nhỏ hiện lên. Cổ tay hắn run lên, bắn bình nhỏ lao thẳng đến chỗ âm thanh kia phát ra. Chương 1307, sơ chiến luyện hư. Chỉ thấy huyết vân trở mình, nháy mắt ngưng tụ thành đóa sen máu, thân hình quay vòng, hút hết 10 đạo kiếm quang kia vào. Mà chiếc bình kia bắn ra hơn 10 trượt, chợt lóe rồi biến mất không thấy. Cảnh này làm cho Hoàn Thiên Kỳ sửng sốt, ngay lập tức giận dữ, một cổ yêu phòng phun ra, cát đá bay thẳng đến chỗ Hàn Lập ẩn núp, Tuy rằng yêu tu không thể nhìn thấy được Hàn Lập ẩn thân, nhưng vốn dĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ nhìn một cái là biết có người thi triển pháp thuật ẩn núp, lúc nãy mới vừa ra tay lấy bình. Hàn Lập thấy cuồng phong đánh úp tới, sắc mặt khẽ biến. Tình hình ẩn núp bây giờ của hắn, không thể lập tức thi triển phi độn rời khỏi phạm vi công kích, nhưng nếu bị yêu phong này cuốn vào, thần thông của thái nhất hóa thanh phù này sẽ lập tức bị phá vỡ. Trong nháy mắt, sắc mặt húc thiên trầm xuống, một tay bấm niệm thần chú bắn tới yêu phong kia phốc một tiếng, một đạo kiếm quang huyết sắc từ tay Húc Thiên bắn nhanh ra, chém ngọn yêu phong kia ra làm đôi, cũng chém thẳng tới Hoàn Thiên Kỳ. Hoàn Thiên Kỳ hoảng sợ, vội vàng giơ tay hư không một chảo. Một yêu chảo trên đỉnh đầu xuất hiện, theo hướng huyết quang mà đi, quang mang lưỡng sắc đang vào nhau, nhất thời bất phân thắng bại. Hàn Lập mừng rỡ, thân hình ẩn núp vội vàng bay lên trời cao chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng hử lạnh. Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy hoàng hà chợt lóe, một cái ngọc ấn hình dáng quỷ dị hiện lên nhoáng cái đã thành mười trược ụp xuống nhốt hàn lập vào trong đó một kích kia giống như tia chớp làm cho húc thiên không kịp xuất thủ tương trợ trong miệng hô một tiếng nhỏ mình đã sớm chứng kiến uy lực của ngọc ấn này ngay cả cự nhân một mắt to như một quả núi cũng không thể chống nổi mình tuyệt đối không có khả năng tiếp được kích này sắc mặt hắn chợt chuyển khẽ thở dài một hơi chỉ thấy ngọc ấn chụp xuống một chỗ vốn không có người ngân quang chợt lóe, đột nhiên hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Hắn vỗ thiên linh của mình một cái, một đoàn thanh quang bao vây lấy một cái đỉnh nhỏ, tiếp theo, nắp đỉnh mở ra, một tiếng thanh minh phát ra từ trong đỉnh, rồi vô số đạo ưu thanh ti phún ra, đan vào nhau, trong nháy mắt đã tạo thành một quang võng, vừa lúc hướng đón đầu nện xuống vật ấn. Đại ấn không chút lưu tình, rơi xuống quang võng thanh sắc bên dưới. Ầm ầm một tiếng, ngọc ấn kia quả nhiên là không bình thường, vừa tiếp xúc đã bắt đầu gãy từng khúc, chẳng qua hư thiên đỉnh dù sao cũng là thông thiên linh bảo, sau khi chịu rung động, vẫn làm cho thế rơi xuống của Ngọc Ấn chậm lại. Nhân cơ hội này, Hàn Lập bấm niệm thần chu, sau lưng xuất hiện tiếng sấm, thanh vũ si phù xuất hiện. Tiếp theo, thân hình Hàn uốn éo, liền biến thành một đạo bạch ti, cùng với tiểu đỉnh biến mất. Đại ấn lúc này mới rơi xuống thanh võng, tự nhiên rơi vào khoảng không. Lúc này, thanh sắc điện hồ chợt lóe ngoài 30 trượng, thân hình của Hàn Lập xuất hiện không tiếng động, từ từ hiện lên sao ngươi có thể sử dụng bảo vật đó, ngươi không phải phệ viêm. Trong huyết vân đột nhiên vang lên tiếng của húc thiên, lập tức huyết vân quay cuồng, hiện lên một nhân ảnh. Thần tình của hắn kinh sợ nhìn hàn lập, chính là huyền linh húc thiên. Ngươi không phải linh tộc, là tu sĩ nhân tộc, mà sau lưng vị trí mà hàn lập đứng ban đầu, quang hà chấp động, hoàng lương linh quân cũng hiển lộ ra, thần tình kinh ngạc. Hoàn thiên kỳ cũng nhân cơ hội đó, thao túng yêu chảo, đánh tan kiếm quang huyết sắc, đồng thời lắc mình một cái, hiện ra tại bên cạnh hoàng lương linh quân đồng dạng kinh ngạc đánh giá hàn lập đối mặt với ba người cấp luyện hư đều lắp bắp kinh hãi hàn lập cũng không muốn nói gì hai tay bấm niệm thần chú miệng hé ra một đoàn tinh huyết phun ra khỏi cơ thể huyết phụ nồng đậm bỗng nhiên bao phủ thân hình của hắn muốn chạy húc thiên vừa thấy cảnh này liếc mắt một cái liền nhìn thấu đây là độn thuật cao minh đại oán nói mà huyết phân sau người hắn cũng đã động bổ nhào đến hư húc thiên đạo chỉ hà tất phải khẩn trương như vậy hoàn mẫu muốn lĩnh giáo huyết sát linh liên của ngươi một chút hoàng lương huynh nếu đã là tu sĩ nhân tộc vậy giao cho huynh hoàn thiên kỳ nháy mắt một cái thân hình hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía húc thiên đồng thời trong miệng phát ra âm thanh âm trầm yên tâm chỉ là một tu sĩ hóa thần cho dù có linh bảo cũng tuyệt đối không thể chạy thoát tay ta hoàng lương linh quân nhìn chằm chằm hàn lập không trước mắt lạnh nhạt nói hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu hư thiên đỉnh của hàn lập là linh bảo Hoàng Lương Linh Quân nói xong, miệng hé ra, một tiểu kiếm xanh biếc như dao long phun ra, như một tia sáng đi đến trên không huyết vụ, không chút lưu tình chém xuống. Keng một tiếng vang nhỏ, một đạo kim quang bắn ra từ huyết vụ, tuy rằng bị bắn trợ ra, nhưng một kích đương hạ lục cầu, hiện ra một phi kiếm kim sắc dài khoảng một thước. Hoàng Lương Linh Quân cười lạnh một tiếng, một tay hướng về phía lục hồng chỉ điểm. Lục hồng bổ nhào về phía trước, lập tức cùng với kim sắc kiếm đan vào nhau hào quang tỏa sáng áp đảo quang mang kia, sau đó lục hồng quay tít một vòng, hóa thành một kiếm luân màu xanh, chuyển động cực nhanh, muốn nhanh chóng đập nát phi kiếm. Một tiếng nổ lớn truyền đến, phi kiếm kim sắc cơ hồ ảm đạm đến mức chỉ còn một tia, nhưng dưới sự điên cuồng của kiếm luân, thế nhưng vẫn bình yên vô sự, không hư hao chút nào. Mà phi kiếm này, ngược lại vẫn rất cứng cáp, trụ dưới thanh hồng này, không bị hạ xuống. Hả, Hoàng Lương Linh Quân hả một tiếng, có chút động dung, kiếm của hắn không phải dùng tài liệu nghịch thiên luyện chế mà ra, nhưng cũng là đại đạo mới thành lập, mất rất nhiều công phu mới luyện chế được, hơn nữa trải qua mấy ngàn năm bồi dưỡng, uy năng đã không kém linh bảo là bao. Nhưng bây giờ không thể chặt đứt được một phi kiếm của một gã tu sĩ hóa thần. Hoàng lương linh quân giật mình, nhưng trên mặt không chút biểu tình, chỉ là hai tay bấm niệm kiếm quyết, đạo thanh hồng kia phát ra một tiếng thanh minh, rồi tué ra 36 đạo thanh quang độc nhất vô nhị, dậm dạp hướng tới đạo huyết phụ, muốn hàn lập loạn đao phân thây, nhưng hoàng lương linh quân không thể tưởng được là hàn lập trong huyết phụ nhoáng đầu lên một cái từ sau lưng bay ra hơn 10 kim sắc tiểu kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang kim sắc cũng đồng dạng với thanh quang kia khiến cho chúng căn bản không thể lao tới lúc này huyết phụ đã kịch liệt quay cuồng hàn lập trong miệng lẩm bẩm mười ngón tay không ngừng thay đổi pháp quyết một chút nữa là thi pháp sẽ xong hoàng lương linh quân thấy cảnh này trên mặt ngạc nhiên nhưng trong mắt lập tức lóe hàn quang lúc này trên người lập tức lóa sáng rồi biến mất không thấy đâu. Hàn lập hít sâu một hơi, đột nhiên giữa hai đầu lông mày thoáng hiện ra một vết máu, hiện ra một con mắt đen, lập tức bắn ra một đạo hắc quang trụ, rồi chợt lóe không thấy. Hư không khoảng 10 trượng gần đó bỗng nhiên nổ lớn một tiếng, rồi sau khi hoàng hà hắc quang chấp động, thân ảnh của hoàng lương linh quân thoáng hiện ra, hơn nữa còn thất thanh kêu lên. Phá diệt pháp bảo, sao ngươi lại có bảo vật này? Khuôn mặt của tu sĩ luyện hư kỳ này đã hoàn toàn ngưng trọng, nhưng giật mình đi qua, giận dữ nổi lên. Hắn nhấc một tay lên, chậm rãi chụp về phía trước. Xoẹt xoẹt, tiếng xé gió vang lên trên đầu Hàn Lập, vô số cuồng phong chỉ xoét qua, những quang hà trống giống hiện lên, trong nháy mắt ngưng tụ lại thành đoàn, một tinh ngọc phù quỷ dị hiện lên. Năm ngón tay của Hoàng Lương Linh Quân hợp lại, vung tay lên, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ chảm. Ngũ sắc ngọc phủ run lên, chậm rãi bổ xuống, chưa đến gần huyết vụ mà đã truyền ra một tiếng sấm nổ từng đoàn thanh sắc điện quang chấp động, đồng thời không gian gần đó vặn vẹo biến hình, có thể thấy được uy năng của phủ này không thể tưởng tượng được. Hàn Lập đang nhắm mắt niệm pháp quyết trong huyết vụ, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng đại biến. Hắn không kịp nghĩ nhiều, miệng hé ra, một tiểu sơn phun ra khỏi miệng, thả ra một quang hoàn, nói cũng kỳ quái, nơi mà quang hoàn này đi qua, thì những kiếm quang thanh sắc kia đều phát tiếng gào thét, khẽ run lên, dường như uy năng bị giảm đi trong nháy mắt. Chỉ là, Ngọc phủ kia hiển nhiên là không phải thứ mà kiếm quang thanh sắc có thể sánh được, bị ột đoàn quang hoàn quét chúng, chỉ dễ dàng chém tan mấy đạo quang hoàn đó, không chịu chút ảnh hưởng. Trong lòng Hàn Lập khẩn trường, dưới thúc dục của thần nghiệp, tiểu sơn bùng nổ nổ hơn 10 quang hoàn đột nhiên ngưng kết lại với nhau, hóa thành một quang quyển kỳ thô vô bỉ, run lên một cái rồi biến mất, nhưng ngay sau đó chợt xuất hiện gần Ngọc phủ, va chạm và ngăn cản Ngọc phủ lại. Linh quang ngũ sắc ngoài thân của Ngọc phủ đột nhiên bị mở lại, không tự chủ dừng lại giữa không trung, có vẻ như muốn mất đi khống chế. Đằng xa, Hoàng Lương Linh Quân nhìn thấy hoảng sợ, nhưng không kịp nghĩ nhiều, trong miệng khẽ quát một tiếng, hai tay liên tiếp xuất ra mấy đạo pháp quyết. Nhất thời, Ngọc Phủ vang lên tiếng sấm mãnh liệt, từng đạo thanh sắc điện hồ bạo phát, hung hãng chém tới, rốt cục đã chém quang hoàn kia thành mảnh nhỏ. Có được thời gian trì hoãn này, Hàn Lập trong huyết phụ bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang bắn ra từ trong huyết phụ, run lên một cái, đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng, biến thành một điểm đen mà phi kiếm cùng tiểu sơn cũng biến mất tích. Đấy chính là độn thuật bảo mệnh của hàn lập huyết ảnh độn, với tu vĩ hóa thần kỳ và thân thể mạnh mẽ, độn thuật tự nhiên càng phát ra mạnh mẽ hơn, chấp động vài cái, độn quang đã biến mất tích. Lần này, không chỉ có hoàng lương linh quân, mà ngay cả húc thiên và hoàn thiên kỳ đang chiến đấu xa xa cũng ngơ ngẩn. Nhưng ba người đồng thời gầm lên, bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên hóa thành ba đạo cầu vòng dài hơn 10 trượng, điên cuồng đuổi theo. Cũng đồng dạng như vậy, biến mất cuối chân trời, Xem ra tốc độ độn quang không thua huyết ảnh độn là bao. Chương 1308, Phệ Linh Chỉ huy Với tốc độ huyết ảnh độn, Hàn Lập chỉ hô hấp vài lần là đã tới cốc khẩu. Với tu vi bây giờ của hắn, lúc đầu bởi vì độn thuật này vô cùng bá đạo, dù sau khi kết nguyên đan không thể nắm được tốc độ và phương hướng, nhưng đã được giải quyết khi lên hóa thần. Cho nên, Hàn Lập lập tức phi độn hơn trăm dặm, một bên thần niệm lập tức quét về phía sau. Kết quả là phát hiện ra ba người Hoàng Lương Linh Quân biến thành độn quang theo sát phía sau, đuổi theo không bỏ, nên trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nếu đối mặt với tu sĩ luyện hư kỳ, Hàn Lập cũng không kỳ vọng chỉ có thể dựa vào huyết ảnh độn mà chạy thoát đơn giản như vậy. Hắn trong huyết quang, bàn tay vừa chuyển, bỗng nhiên xuất ra hai viên châu thần bí hồng sắc chấp động, không chút trần chờ quăng về phía sau. Hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, trong niệm ầm thầm lẩm bẩm liên tục. Lúc này, huyết quang dưới sự khống chế của hắn đã vượt qua cốc khẩu, mà ba người phía sau đã nhanh chóng đuổi tới đây. Hai khỏa viên châu quanh tròn, phát ra những tiếng vù vù, rồi truyền đến một tiếng nổ kinh thiên. Một đỏ một đen, hai luồng sáng hơn 10 trượng thoáng hiện ra. Một cổ phong cuồng tứ tán có thể thấy bằng mắt thường, trong phút chốc hình thành một cơn gió lốc cuồng mãnh vô cùng, làm cho vài dặm gần đó cuốn vào. Ba người phía sau theo sát hàn lập, thấy được pháp lực cao thâm như vậy, tốc độ truy đùa cũng tăng lên, hơn nữa còn dùng bí thuật thúc giục tốc độ độn quang lên, để vượt qua cơn gió lốc đó. Nhưng thật ra, hai người phía sau Hoàng Lương Linh Quân, bởi vì khoảng cách khá xa, nhất thời cả kinh, nên phương hướng độn quang biến đổi, sượt qua hai bên sườn gió lốc. Nhưng như thế, một người một yêu cũng không quên cơ hội này mà ném đá xuống giết đối với Húc Thiên. Hoàn Thiên Kỳ vung tay áo lên, một cỗ yêu phong màu xám cuồn cuộn hiện ra, mà Hoàng Lương Linh Quân thì vung cụ phong lên, nhất thời một quang trụ hoàng sắc chợt lóe ra. Công kích của hai người trong gió lốc, nhất thời nổ ra những tiếng ầm ầm làm cho húc thiên bên trong lập tức giống to dị thường. Xem ra chúng phải chiêu này, nhất thời không thể lập tức thoát vây được. Một người một yêu nhìn nhau cười, độn quang chấp động, rồi cũng rời khỏi cốc khẩu. Lúc này, hàn lập biến thành độn quang, bởi vì thiên tiên châu lược nhất ngăn cản, nên tại chân trời đã trở nên mơ hồ dị thường. Hai người cũng không thèm để ý, tiếp tục thôi động bí thuật để truy cản, thì đột nhiên thạch bích trên trên cốc khẩu truyền ra hai tiếng ầm ầm. Trong âm quang chấp động, hai đạo hỏa trụ màu bạc cuồng phun, lao thẳng đến hai người. Bởi vì cốc khẩu không lớn, mà tốc độ phun ra của hỏa trụ lại nhanh kinh người, nên ngọn lửa màu bạc đã lập tức đến trước thân thể của bọn họ. Hoàng lương linh quân trong lòng cả kinh, không suy nghĩ nhiều, vung tay bổ ra, một kiếm khí hoàng sắc chảm xuống, muốn bổ đôi hỏa trụ này. Nhưng kiếm khí vừa tiếp xúc với ngân diễm, thì xèo một tiếng, bốc cháy, trong nháy mắt đã bị ngân diễm nướng đen thui. Hỏa trụ màu bạc khí thế đại thịnh, hung hăng đánh tới, dù chưa chạm vào hai người, nhưng nhiệt độ cao đến mức làm cho vị tu sĩ nhân tộc khô cả miệng lưỡi hoàng lương linh quân thấy vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến hốt lên một tiếng diệt linh bạch cốt hỏa sau đó hai tay như xà hạt bấm niệm pháp quyết thân hình chợt biến mất tại chỗ hỏa trụ màu bạc đã vồ chúng khoảng không mà bên hoàn thiên kỳ tình hình cũng không tốt hơn bao nhiêu yêu phong hắn thổi ra cũng bị ngọn lửa cắn nuốt giật mình hoảng sợ thân hình đổi hướng sau đó thay đổi phương vị liên tục mới có thể thoát khỏi sự truy kích của ngân diễm không đúng, không phải thiên linh bạch cốt hỏa. Bạch cốt hỏa mặc dù là màu bạc, nhưng tràn đầy tà khí, chỉ có một mình bạch cố lão tổ mới có trong tay. Tuyệt đối không thể truyền cho người khác hoàn thiên kỳ xuất hiện bên cạnh hoàng lương linh quân, sắc mặt khó coi một mực phủ nhận. Hai ngân diễm đối diện ngưng tụ lại thành một, hình thành một hỏa cầu có đường kính một trượt, sau đó hỏa cầu có rút biến hình, một con hỏa điểu màu bạc yêu nhã cực kỳ hiện ra. Hỏa linh, một người một yêu nhìn thấy hỏa điểu, đều giật mình nhưng hỏa điểu màu bạc lạnh lùng nhìn hai người hai cánh chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái ngân quang chấp động vô số đại hỏa cầu bằng nắm tay hiện lên xung quanh sau một tiếng giống tất cả hỏa cầu đều bắn về một phía công kích tất cả phạm vi có hai người yêu nhân này hoàng lương linh quân nghe thấy không phải là diệt linh bạch cốt hỏa trong lòng nhất thời thả lỏng sau đó lại gặp hỏa cầu này hừ lạnh một tiếng giơ tay lên bát quát kính nhất thời xuất hiện trước người mà hoàn thiên kỳ thì hai tay lộn chuyển điên quang màu xám lại xuất hiện trong tay hai người mặc dù không biết rõ chân diện mục của ngân diễm, nhưng không dám khinh thị, dùng toàn lực ứng đối. Nhưng lúc này, những hòa cầu bắn nhanh đến đây, ngân quang chợt phóng ra, đột nhiên toàn bộ đều biến mất. Nếu không phải không gian vẫn còn lưu lại nhiệt độ, thì hỏa cầu ấy chắc là sẽ giống như chưa từng xuất hiện tại đây. Hoàng lương linh quân ngẩn người, hai mắt không khỏi nhìn về phía hỏa điều. Kết quả thu được, chỉ nghe một tiếng bịch nhỏ, hỏa diễm tự phát nổ, ngân diễm tứ tán như một hỏa cầu, quỷ dị biến mất tại không trung sắc mặt SSL âm trầm xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàn Thiên Kỳ. Vị tộc trưởng này, khuôn mặt xinh đẹp đã mất tiêu, chỉ còn lại chút xanh mét. Ngọn lửa này tuy không phải là diệt linh bạch cố hỏa, nhưng chỉ sợ không phải chuyện đùa, tên tu sĩ nhân tộc kia khẳng định rất có lai lịch, vậy tại sao bên nhân tộc lại không có danh tiếng? Hoàn Thiên Kỳ lạnh giọng hỏi, mơ hồ lộ ra một tia hoài nghi. Không nhận ra, có lẽ là tu sĩ lưỡng kính, không thể đang ở thiên không cảnh chúng ta, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá nếu hắn chỉ dựa vào tiểu kỹ xảo này mà muốn chạy thoát khỏi tay chúng ta cũng không tránh khỏi đã tự cho là đúng rồi. Mặc dù trên người hắn vẫn chưa nắm bắt được dấu hiệu thần niệm, nhưng với thần niệm của chúng ta, một tu sĩ hóa thần này tại lạc nhật chi mộ, chỉ cần không chạy quá ngàn dặm, tuyệt đối không thể giấu được thần niệm của chúng ta. Hoàng lương linh quân đầu tiên là lắc đầu, sau đó lập tức nước mắt nhìn ra ngoài cốc, cười lạnh một tiếng. Đằng xa, độn quang của Hàn Lập đã biến mất tại chân trời. Hoàn thiên kỳ nghe xong cũng gật đầu, Hiểu nhiên cũng đồng ý. Vì thế, hai người đứng trên không trung nhắm mắt lại, chậm rãi thả thần niệm cường đại ra. Nhưng chỉ lát sau, sắc mặt hai người thay đổi liên tục, tựa hồ như có chút kinh ngạc, lại có chút không thể tin được. Sao có thể, khí tức linh lực của hắn ta đã biến mất, không lưu lại một dấu vết hoàng lương linh quân bỗng nhiên mở mắt ra, khiếp sợ nói: "Ta cũng không tìm được người, tình huống này, chắc là tu vi của đối phương đã vượt xa dự đoán của chúng ta, hoặc là trên người thi triển bí thuật đặc biệt gì?" có thể che chắn khí tức đi, ngay cả thần niệm của chúng ta cũng không thể dò xét được. Nếu không, chỉ sợ hắn đã rơi xuống, khí tức trong khoảng thời gian ngắn không thể bị tán hoàn toàn hoàn thiên kỳ cũng lầm bầm nói. Vậy khẳng định là nguyên nhân thứ hai, đừng quên, người này từng ẩn núp trong cốc, mà chúng ta lại không phát hiện ra, xem ra người này thật sự tinh thông thần thông ẩn thân hoàng lương linh quân nhân mặt nói. Vậy thì phiền toái rồi, nếu đã như vậy, ta căn bản là không thể tìm được người này khóe miệng Hoàn Thiên Kỳ không khỏi co quắp một chút, nhưng không nhất định, ta vẫn còn cơ hội, ẩn thân thuật của người đó, khẳng định là không thể thi triển được độn thuật để đi xa, chỉ trong mấy ngàn dặm thôi. Chúng ta chỉ cần phát động nhân thủ, khống chế toàn bộ khu vực này, tìm kiếm một chút, hơn nữa dùng Thiên Nga chi thuật hiệp trợ tìm kiếm. Ta cũng không tin hắn có thể trốn ở nơi nào hai mắt của Hoàng Lương Linh Quân chợt lóe hàn quang, suy nghĩ một chút liền nghĩ ra một biện pháp. Thiên Nga chi thuật, cái này thật sự hao tổn tinh nguyên của viễn diễm. Được rồi, vì lý do này mà vận dụng thuật này, hẳn là cũng đáng giá, nhưng mà, khối lạc dương tinh. Hoàn Thiên Kỳ cũng không tình nguyện gật đầu, đột nhiên nhắc đến bảo vật trong tay Hoàng Lương Linh Quân. Hắc hắc, nếu có thể tìm được vật của linh tộc, lạc dương tinh tại hạ nhất định sẽ dâng hai tay, cho dù không đuổi được, tại hạ cũng sẽ chia cho Hoàn Huynh một nửa lạc dương này Hoàng Lương Linh Quân tựa hồ đã sớm tính toán trong lòng, không chút trần chờ trả lời. Hảo, có lời này của đạo hiếu, ta cũng yên lòng. Hoàn Thiên Kỳ mỉm cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên phía sau hai người truyền đến một hét lớn, tiếp theo, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một cổ linh lực từ phía sau phóng cao lên. Một người một yêu trong lòng dùng mình, lúc này cũng xoay người lại nhìn. Chỉ thấy, cơn lốc sau lưng đã biến mất, nhưng mà ở đó lại xuất hiện một đóa sen hơn 10 trượng không ngừng xoay tròn, mà ở trung tâm đóa sen, húc thiên mặt trầm như nước đang nhìn hai người. Hiển là đã rất rõ hành động ném đá bỏ giếng của hai người vừa rồi. Húc thiên đạo hiếu, người vì sao muốn động thủ với hai ta? Cái tên lừa đồ của ngươi đã không biết trốn ở phương nào, ba người chúng ta mà còn trì hoãn, nói không chừng người này sẽ thật sự chạy mơ hoàn thiên kỳ mặt không đổi sắc, ngược lại còn thản nhiên nói. Hừ, việc này bổn tôn sẽ không bỏ qua, sau này có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ thử thần thông hai vị húc thiên nhìn mọi nơi, vẫn không phát hiện ra bóng dáng của hàn lập, lúc này mới chừng mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói một câu. Mà sau hắn, những cánh hoa sen cũng đột nhiên khép lại đóa hoa sen chờ húc thiên, gào thét bay ra ngoài cốc. Không bao lâu sau, toàn bộ bóng dáng đã không thấy. Hoàng lương linh quân hai người lời uy hiếp của vị huyền linh này cũng không thèm để ý. Đừng nói nơi này là địa bàn của hai tộc yêu nhân, linh tộc căn bản không có khả năng đợi lâu, hơn nữa cho dù đối phương muốn ra tay, hai người bọn họ liên thủ cũng chiếm được thế thượng phong. Cho nên, hai người sau khi thương lượng một chút, liền chia nhau ra làm việc. Bọn họ chuẩn bị triệu tập nhân thủ, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ khu vực này, nhất định phải bắt được tiểu tử thừa nước đục thả câu này. chương 1309, thiên kiếp phủ xuống. Lúc này, Hàn Lập đã ở một chân núi cách nơi đấy hai ngàn dặm, dung nhan trên mặt đại biến, thành một người trung niên dâu ria đầy mặt, thân hình cũng lùn xuống đi vài tắc. Giờ phút này, toàn bộ linh khí trên người hắn đã không còn, một lần nữa biến thành một gã luyện thể sĩ không qua phổ thông, hơn nữa đang ngồi xếp bằng tại một tảng đá lớn, trên mặt không chút biểu tình. Một lát sau, hàn lập đột nhiên mở mắt khóe miệng mỉm cười thì thào một câu cuối cùng cũng đem tia hỏa linh khí cuối cùng trong cơ thể tan hết trừ khi bọn họ tự mình điều tra trước mặt bằng không tuyệt đối không thể phân biệt được nhưng mà dù vậy hàn lập cũng không có ý định rời đi hôm nay là thời điểm không tốt cho dù hắn đã thay đổi tướng mạo và khí thức cũng không dám mạo hiểm sau đó hắn nhảy xuống từ trên tảng đá thoáng cái đã bay mất sau núi sau đó không lâu hắn đã đến một vách núi được vô số bụi cây che đậy hàn lập đánh giá và lần hài lòng gật đầu lập tức hít một hơi thật sâu hai nắm tay đột nhiên lóe kim quang nhắm ngay thạch bích mà đánh ầm ầm vài tiếng nổ liên tiếp truyền đến sau đó xuất hiện một thạch động nhất thời thân hình hắn thoáng hiện như quỷ dị trợt hiện vào trong sau đó đối với động khẩu trở tay đánh ra một kích tại đỉnh động nhất thời một đống đá sụp xuống chôn vùi cái động khẩu đó thạch động lập tức trở nên đen tối hàn lập cũng không để ý lật bàn tay ra một khỏa nguyệt quang thạch đã xuất hiện trong tay. Hắn nắm khỏa thạch này, hướng lên đỉnh động vỗ nhẹ vài cái, nhất thời, dưới cự lực, nguyệt quang thạch dễ dàng khảm vào đỉnh. Dưới ánh sáng mờ nhạt, trong thạch động nhất thời sáng rõ hơn phân nửa. Hàn lập tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, lúc này, linh giới trong tay chợt lóe từ chữ vật chạc lấy ra cái bình nhỏ kia, đưa mắt đánh giá. Chiếc bình trừ việc không ngừng tản ra quang mang màu đỏ, thì còn lại trông có vẻ bình thường, chất liệu sờ lên thấy bóng loáng dị thường, tựa hồ là đồ sứ. Hàn Lập lấy tay vuốt nhẹ cái bình, trong lòng âm thầm nói một câu, đồng thời trong đầu không khỏi hiện lên trí nhớ của tên vệ viêm về thần huyết này. Sau một hồi, hắn nhướng mày, lại từ trong chữ vật chác lấy ra một viên bát bích ngọc lớn, lúc này mới mở cái bình nhỏ ra, nhẹ nhàng nghiêng bình đổ xuống. Từ mang ở miệng bình lưu chuyển, hơn nửa ngày mới có bảy tám giọt sát lỏng màu tím sậm chậm rãi chảy ra, mà từng giọt đều phân tán ra, không dung hợp thành một thể trong bát. Hai mắt hàn lập cẩn thân nhìn, sau đó vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào trong một giọt. Kết quả, ngón tay vừa chạm vào, chất lỏng màu tím kia bỗng nhiên tự hành nhảy dựng lên, cuốn lấy đầu ngón tay, tự như muốn xâm nhập vào vậy. Nhưng Hàn Lập chợt nhíu mày, kim quang trên ngón tay chợt lóe, liền bao lấy ra thịt ở ngoài, sau đó nhẹ nhàng run lên, chất lỏng lại rơi xuống trong bát. Không sai, quả nhiên là thần huyết linh mẫn trong mắt Hàn Lập hiện lên sự hưng phấn. Sau đó, hắn lại đem chất lỏng màu tím này đổ vào trong bình, rồi cẩn thận cất vào trong chữ vật chắc, bản thân thì tính tâm nghĩ ngơi trong sơn động. Mặc dù pháp lực của hắn bây giờ không có, nhưng năng lực ích cốc lại không hề mất đi, căn bản là không cần ăn uống. Sau đó không lâu, từng đạo thần niệm quét qua chỗ hắn, nhưng trên người hàn lập không chút linh khí, hiển nhiên chỉ đảo qua, cũng không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Mấy ngày bắt đầu, những thần niệm đó tìm kiếm thường xuyên dị thường, hận không thể một ngày quét mười mấy lần. Nhưng qua nửa tháng, lập tức chỉ còn quét hai ba lần một ngày, rồi hai tháng sau, mỗi ngày chỉ quét một lần, hơn nữa người vận thần niệm rõ ràng kém xa trước kia, chắc chắn đã thay đổi người soát. Nhưng Hàn Lập vẫn trốn trong động không khi đi ra ngoài, cứ như vậy, thời gian nửa năm trôi qua, không còn thần niệm xuất hiện, Hàn Lập trong động cảm ứng biến hóa này, trong lòng vui vẻ. Nhưng lại đợi thêm vài tháng nữa, mới chọn một ngày lành, một quyền đánh tan động khẩu, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra biến hóa dị thường nào. Lúc này cười hắc hắc, vung tay chạy trốn, nhanh chóng chạy xuống chân núi. Không lâu sau, thân hình của hắn biến mất trong rừng núi. Một năm sau, ở một tòa thành nhỏ gần lạc nhật chi mộ, một gã luyện thể sĩ có khuôn mặt xa lạ xuất hiện, hắn vội vàng mua một đống đồ ăn, rồi biến mất tại chỗ, không rõ tung tích. Bởi vì cuối cùng không tìm được vật bị mất, cho nên chuyện liên quan đến thần huyết dần dần trở thành lưu truyền, hơn nữa lúc ấy tu sĩ và luyện thể sĩ tham gia đại chiến tam tộc, cũng chứng minh chuyện này, nên sự tình quả thật oanh động mấy năm. Hoàng Lương Linh Quân là tu sĩ luyện hư cấp, mà dưới tình huống đó, lại bị một gã hóa thần ra tay cướp lấy, hiển nhiên là làm cho người ta không tin rồi. Hoàng Lương Linh Quân vẫn không cam lòng, sau khi trở về Lạc Nhật Thành, vẫn tiếp tục truy tra việc này. Thân phận của tu sĩ đoạt bảo kia cũng tốn rất nhiều tâm tư điều tra, nhưng kết quả làm cho hắn bất mãn, người đoạt bảo hiển lộ ra một chút thần thông, làm cho người ta thấy đây không phải chuyện đùa, nhưng giống như ném đá xuống hồ nước vậy, không có một chút đầu mối nào. Sau đó hai năm, Hoàng Lương Linh Quân rời Lạc Nhật thành đi, cùng với Hoàn Thiên ký ước hẹn đi đến thế giới hoang dã, rồi cũng không ai chú ý đến cái đề tài này nữa, và vấn đề thần huyết không giải quyết được gì. Mấy năm sau, trên một tảng đá lớn cách xa chỗ người ở ra, bốn phía tối đen như mực, có một bóng người đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, kim quang trên người chớp động không ngừng. Bên cạnh người này là một cái bình nhỏ, nằm trên mặt đất, phảng phất như bên trong đã trống trơn. Người ngồi xếp bằng vẫn không nhúc nhích, nếu không phải bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng, sợ rằng không khác gì một pho tượng cả. Thời gian trăm năm tại linh giới đối với phạm nhân, không khác gì nửa đời đã qua. Nhưng đối với tu tiên giả có pháp lực cao thâm, bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Một ngày của trăm năm sau, con cự lang vẫn như trước, nhưng là một đội kỵ sĩ võ trang hạng nặng cưới cự lang, hộ tống một chiếc xe dị thường, từ chân núi đi qua, trong đó có một chiếc xe chở ba người, một lão già tóc xám trắng, một nam đồng khoảng 6-7 tuổi, và một nữ đồng tuổi tương đương. Trên trán lão già kia đầy nếp nhăn nhưng da thịt lấy phảng phất giống như một người trẻ tuổi, co giãn 10 phần, mà hai cánh tay lõa lổ dưới ốm tay áo, lại phảng phất giống như bàn tay của một người già vậy, khô héo dị thường. Nhưng quỷ dị chính là, trên 10 đầu ngón tay của lão già, chẳng những móng tay rất dài, mà còn có hồng quang thản nhiên, có vẻ thần bí vạn phần. Đối diện là đứa bé và cô gái, mắt không hề chấp nhìn chằm chằm vào hồng quang trên móng tay của lão, hoặc là tò mò bộ dáng. Nhưng lão già cũng không có ý che giấu móng tay, mà chỉ nhìn hai đứa trẻ này. Đột nhiên, ngoài cửa tiền ra tiếng chân thú, tiếp theo, âm thanh của một nam tử ngoài xe bỗng nhiên vang lên. Khởi bẩm hỏa lão, người phái đi phía trước mở đường đã về, tất cả đàn thú cùng yêu thú trong phương viên ngàn dặm cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ừ, làm rất tốt, từ bây giờ, bổn thương hào sẽ mở một con đường mới, trong vòng 10 năm, sẽ không có vấn đề thần sắc lão già vừa động, ngón tay kết lại, chậm rãi mở rèm cửa sổ lên. Chỉ thấy một kỵ sĩ trung niên vóc người khôi ngô, cười một con cự lang biến dị có bộ lông trắng như tuyết, trên mặt rất cung kính đứng cạnh xe. Bất quá, người khẳng định là trên núi này không còn yêu thú chứ. Nếu có yêu thú am hiểu ẩn thân, không phát hiện ra yêu khí, thì cũng là chuyện bình thường lão già nhìn kỹ sĩ, khẩu khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lần này sẽ không, trừ yêu khí ra, vãn bối còn mời thêm mấy vị tiên sư đặc biệt dùng thần niệm quét toàn bộ ngọn núi, quả thật không còn yêu thú tồn tại kỵ sĩ hơi đổi xác, sau đó khẳng định trả lời. Ừ, nếu như vậy, xem ra thật sự không còn vấn đề, mấy tên tu sĩ được mời kia mặc dù chỉ có tu vi kết đan kỳ, nhưng trên núi này không có khả năng tồn tại yêu thú cao dai. Cứ vậy đi, tiếp tục di chuyển lão già hài lòng gật đầu, thuận miệng khen một câu, rồi buông rèm cửa trên tay xuống. Nhưng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện biến dị. Đột nhiên, một tiếng nổ long trời từ trên trời cao truyền xuống, tiếp theo là những tiếng ầm ầm không ngừng, không gian chung quanh chợt u ám, những tiếng hô khóc cuồn cuộn đến, cả bầu trở nên âm trầm quỷ dị. Cả quá trình biến đổi, chỉ xảy ra trong nháy mắt, thậm chí lão già còn chưa kịp đóng rèm cửa lại. Là cái gì vậy? Kỵ sĩ trung niên ở ngoài xe, đảo mắt qua nhìn, bỗng nhiên nhìn lên đám mây phía trên đỉnh nói, giật mình kêu lên. Lão già nhướng mày, giơ tay lên gõ đùng đùng ba lần. Chiếc xe thú ngay lập tức dừng lại. Lão già đẩy cửa xe, được người ta đỡ xuống xe, cũng đi ra ngoài, sau đó nhìn lên đỉnh núi trên cao. Kết quả, sắc mặt nhất thời đại biến, thiên kiếp, ở đây có tu sĩ độ thiên kiếp, có chút kỳ quái, đây hình như không phải tiểu thiên kiếp, nhưng không giống đại thiên kiếp. Lão gia kinh nghi nhìn về phía đỉnh núi xa xa, có chút run sợ. Chỉ thấy trên đỉnh núi xa xa, đã sớm biến thành một đáy nồi, từng đạo điện hồ lưỡng sắc kim ngân không ngừng đánh xuống, tiếng vang ẩm ẩm kia là do nó truyền tới. Mà ở chỗ mây đen kia, một cổ cụ phong cuồng võ gào thét, không ngừng đả kích lên đỉnh núi, làm cho đất đá vang tung tóe, cây cối bay ngang. Lúc này, tất cả đội xe đều dừng lại, đám người kỵ sĩ há mồm trợn mắt ra mà nhìn kỳ cảnh cả đời không thể gặp này. Mà vài người trong mấy chiếc xe thú khác cũng bay lên trời, xoay quanh một hồi, rồi cũng phi độn đến bên cạnh lão già. chương 1310, lưỡng sắc lôi kiếp, hỏa lão, vị tiền bối nào ở đây độ thiên kiếp vậy, lão có nhìn ra loại thiên kiếp gì không, tựa hồ không phải là tiểu thiên kiếp, chẳng lẽ vị này là tiền bối luyện hư kỳ ẩn cư trên núi. Một thanh niên hoàng bào có khuôn mặt anh Tuấn, tựa hồ như là cầm đầu nhóm người này, vừa đáp xuống cạnh lão già đã cung kính hỏi, nhưng trong lời nói mơ hồ để lộ ra một tia hưng phấn. Cũng khó trách, cho dù tại linh giới, tu sĩ đã vượt luyện hư cấp, là người không phải ai cũng dễ dàng đụng tới. Không phải đại thiên kiếp, đại thiên kiếp chính thức ta đã thấy một lần, thiên lôi đánh xuống toàn bộ đều là màu vàng, uy lực còn mãnh liệt hơn nơi này nhiều lão giả lắc đầu, phủ định khẳng định kia. Nhưng thiên lôi của tiểu thiên kiếp cũng không phải là kim ngân sắc, phải là thiên lôi thanh sắc mới đúng, ta đã gặp qua mấy lần, trưởng lão sư môn cũng đã vượt qua, tuyệt đối không sai hoàng bào thiếu niên mang vẻ cổ quái nói. Loại thiên kiếp này nhìn sơ qua cũng mãnh liệt như tiểu thiên kiếp, cũng không phải là yêu thú biến hóa chi kiếp. Yêu thú biến hóa thì thiên lôi đánh xuống đều là ngân bạch sắc trên mặt lão già ngưng trọng, tựa hồ như cũng không phán đoán được. Vừa thấy hỏa lão cũng không rõ, trên mặt những tên tu sĩ kết đan kỳ cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bây giờ, cụ phong trên không trung càng lúc càng lớn, trong phương viên trăm dặm của tòa núi lớn đều được cuốn vào trong cuồng phong, đồng thời mây đen bao phủ trên đỉnh, làm cho người ta không thể đứng vững trên mặt đất. Lúc đó, hỏa lão hơi hơi trầm ngâm, rồi dứt khoát ra lệnh cho tất cả mọi người dừng lại, chờ cho vị tu sĩ kia độ kiếp chấm dứt, rồi mới đi tiếp. Xa xa, vài tiếng lôi minh truyền đến, tiếp theo là lôi hồ kim linh sắc bỗng nhiên đánh xuống, dưới mây đen quay cuồng, một đạo điện hồ hình cung tử không trung đánh xuống, lúc đầu là một đạo, rồi trong nháy mắt xuất hiện với tần số cực nhiều, giống như mưa rầm rơi xuống vậy. Khung cảnh quỷ dị xuất hiện, điện hồ ngân trên đỉnh núi bạo liệt nổ ra, hóa thành một đạo ngân quang chói mắt, làm cho đỉnh núi dễ dàng mất đi một mảng lớn. Mà kim sắc điện hồ vẫn vừa tiếp xúc với đỉnh núi, thì quỷ dị chợt lóe biến mất, giống như một vật vô hình vậy. Lập tức, trên sơn phúc nổ vang vài tiếng sét đánh lớn, tiếng gió nặng nề bạo liệt tựa hồ còn cuồng bạo hơn cả thiên lôi trên đỉnh núi vài phần. Cảnh tượng này làm cho đám người hỏa lao đang nhìn thiên kiếp kia cũng đám tu sĩ cả kinh. Kim sắc điện hồ này rốt cục là loại thiên lôi nào, núi đá cũng không thể ngăn cản được, lại đánh thẳng chúng người đang độ thiên kiếp. Tình huống quỷ dị này, tựa hồ chỉ có đại thiên kiếp kiếp tử kim thiên lôi mới có mà thôi. Chẳng qua, thật sự là chưa bao giờ xuất hiện chủng lộ nào vượt qua đại thiên kiếp cả. Ngay lúc mọi người đang nghĩ thầm, thì một tia sáng chói mắt bắn ra từ sơn phúc, nhoáng cái đã xuất hiện giữa không trung sườn núi, bên trong mơ hồ có một đạo nhân ảnh. Đám người hỏa lão thấy người này, hiển nhiên biết được rằng bón người trong thanh quang kia chính là tu sĩ độ kiếp đại thần thông. Cũng không biết, người này bị thiên lôi kim sắc bức không thể tránh né tại Sơn Phúc, không thể làm gì khác nên đành độn ra ngoài, hay là cảm thấy cần một chỗ trống trải để thi triển thủ đoạn ứng phó thiên kiếp. Nhất thời, điện hồ lưỡng sắc kim linh kia lúc đầu cuồng nộ bổ xuống đỉnh núi, phảng phất như thay đổi phương hướng, theo sát cuồng kích thanh quang kia. Một tiếng huyết gió từ trong thanh quang vang ra, tiếp theo, một đình đầu trượt hiện từ thanh quang, cự đình hiện lên, thoáng cái hạ đình đã mở ra. Thanh ti bên trong bay ra, bay múa khắp bầu trời, trong nháy mắt đã che hơn phân nửa bầu trời. Thanh ti đi qua nơi nào, thì ngân sắc điện hồ toàn bộ đều bị bắt vào trong cự đình, nhưng kim sắc điện hồ thì phảng phất như vật vô hình, không chút khách khí xuyên qua lớp thanh ti, đánh thẳng xuống bóng người phía dưới. Hay, hay, hay lắm, bóng người trong thanh quang tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi, nhưng không giận dữ mà cười rộ lên. Đột nhiên, hai tay bóng người trà sát với nhau, rồi cùng dơ lên trời, một tiếng nổ vang như sấm, hai đạo kim hồ cuồng hiện, lập tức bắn lên, hóa thành một điện võng cực lớn di động đầu đầu đình. Trong phút chốc, hai đạo kim hồ cùng màu đan vào nhau, trong tích tắc cùng phát ra tiếng nổ lớn, sau đó đồng thời biến mất tan vong, vô số kim hồ nhảy lên, làm cho bầu trời trở nên diễm lệt dị thường. Đám người hỏa lão chứng kiến cảnh này, không khỏi ngẩn người. Công pháp tu hành lôi thuộc tính trong linh giới, hiển nhiên không ít, nhưng lôi điện bình thường khi gặp phải thiên lôi không thể ngăn cản được nhưng cái này trong nháy mắt bị thiên lôi thu nạp tiến hành cắn trả lại mà tu sĩ độ kiếp trước mắt này chẳng những tu tới lôi thuộc tính thần thôn nhìn như thiên kiếp chi lôi hơn nữa còn dám dùng lôi điện ngạnh kháng thiên lôi thật sự chưa từng nghe nói có người nào như vậy bất quá điện hồ lưỡng sắc trên không trung tựa hồ như vô cùng vô tận sau một nén nhan vẫn chưa có ý dừng lại ngược lại còn phát ra kinh người hơn điện hồ lúc đầu chỉ bằng ngón tay cái sau đó dần dần biến thành thô to như một cánh tay. Lần này, bóng người trong thanh quang khẽ biến sắc, bởi vì cự đình thu nạp ngân sắc điện hồ hình như đã vượt quá hạn độ nhất định, thanh ti phun ra chẳng những ít đi, mà tốc độ tảo diệt ngân hồ cũng bắt đầu giảm xuống. Kể từ đó, một lượng lớn ngân sắc điện hồ nhân cơ hội này mà đánh xuống kim võng phía dưới. Lúc đầu điện võng còn cố gắng hết sức, nhưng rồi cũng đã không còn đủ để cố gắng. Vài tên tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhưng tên thiếu niên hoàng bào kia thì lại tự thì thào cái này cũng không phải là tiểu thiên kiếp bình thường cho dù là thiên kiến sau khi hóa thần kỳ đại thành chỉ sợ uy năng không bằng như vậy không đúng loại thiên kiếp này ta tựa hồ đã nghe người ta nói qua hỏa lão nhìn thấy uy năng của thiên kiếp đột nhiên nói ra một câu như vậy hỏa lão nói có thật không thiếu niên hoàng bào nghe được vội vàng nhìn qua không sai đích thật đã nghe người ta nói qua một lần chỉ là thời gian rất lâu rồi nhất thời không nhớ ra được trên mặt lão giả hiện ra vài phần đau khổ nhớ lại dù sao lão cũng không phải là tu tiên giả tuổi đã cao nên trí nhớ hiển nhiên cũng có chút mơ hồ không rõ còn đám tu sĩ kết đan thì trong lòng lo lắng nhưng mà thực lực của hỏa lão có thể so sánh với một tu sĩ nguyên anh nên mấy người cũng không dám thúc giục không tốt tiền bối kia hình như không chống đỡ nổi một tu sĩ kết đan kỳ nhìn lên bầu trời bỗng nhiên thất thanh la lên những người khác nghe vậy cũng cả kinh nhìn lên ngay cả hỏa lão cũng theo tiềm thức ngẩng đầu lên chỉ thấy thiên lôi kim ngân sắc trong mây đen đã biến đổi hình thái, điện hồ biến mất, mà biến thành một lôi cầu cự đại to bằng một đầu người, kim ngân lưỡng sắc cũng lần lượt thay đổi, phảng phất như thiên nữ tán hoa từ từ bay xuống. Uy lực của lôi cầu này hiển nhiên vượt xa điện hồ khi nãy, sau khi hạ xuống dập dập, cự đình rốt cục không chịu nổi phát ra những tiếng ầm ầm xé gió, tiếp theo không thể phun ra thanh ti nữa, ngược lại rồi gào thét một tiếng rồi thu nhỏ lại bằng nắm tay, sau đó quang mang chợt lóe bắn xuống, rồi chui vào trong bóng người không thấy đâu hiển nhiên là bảo khố đã bị tổn hại không nhẹ. Kể từ đó, mặc dù trong tay bóng người không ngừng xuất ra kim hồ, nhưng điện võng đã không chịu nổi hai đạo lôi cầu cuồng kích, bắt đầu vỡ tan. Ngay lúc mọi người tưởng rằng vị tu sĩ độ kiếp kia khẳng định sẽ bỏ mình dưới thiên kiếp này, thì bóng người đó chợt phát ra một tiếng hử lạnh thấu xương, đột nhiên sờ sờ cái ót của mình, một đạo quang tòng từ sau đầu lất phất dựng lên, tiếp theo há mồm, phun ra một tiểu sơn lung lay khó chuyển. Khi hồi sắc dung quang chạm vào trong thiên lôi cầu, thì một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vô luận là lôi cầu có màu sắc nào, chạm vào quang tảo, đều bị ngừng hạ xuống, sau đó quay tròn tại không trung, phảng phất như có một cổ lực vô hình đem chúng nó đồng thời nâng lên. Hôi sắc dung quang đối với lôi cầu tựa hồ cũng chỉ có uy lực như vậy, cũng không có thêm một cử động nào. Nhưng lôi cầu từ trên không trung rớt xuống, chỉ cần chạm vào quang hạt kia, đều có kết quả như vậy. Mặc dù phiến quang hà này chỉ cao gần 30 trượng, nhưng trong nháy mắt chỉ cản được lưỡng sắc lôi cầu, thoạt nhìn là đã tràn ngập rồi, không thể dung nạp thêm được. Đúng lúc này, bóng người đột nhiên bấm niệm pháp quyết, tiểu sơn trước người, trong nháy mắt cuồng khởi, chớp mắt biến lớn hơn 10 trượng. Bóng người lập tức điểm lên tiểu sơn này, đồng thời những từ ngữ thâm ảo rời khỏi miệng. Toàn bộ linh quang ngoài mặt ngọn núi lưu chuyển một trận, hôi sắc quang hoàng từ trên núi thả ra, làm cho những lôi cầu đang lơ lửng trên không trung, tất cả đều đảo qua. Một màn khó tin xuất hiện, đầu tiên là vài đạo hôi linh tảo qua, lôi cầu chỉ khẽ run lên, cũng không có cái gì khác thường, nhưng hôi sắc hà quang thả ra từ sau đầu bóng người lại giống như mặt nước yên tĩnh vặn vẹo, bắt đầu nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Lôi cầu dưới tác dụng của hai cổ lực lượng này, rốt cuộc đã không chịu nổi khi hôi sắc hà quang vặn vẹo kịch liệt, lưỡng sắc lôi cầu mất đi thăng bằng, rồi tự đánh vào nhau, bộc phát ra kim quang kinh người, vô số điện hồ bắn ra xung quanh. Nhưng hôi sắc hà quang kia lại lướt qua, điện hồ này phảng phất như bị khống chế vọt tới ngọn núi khó lây chuyển kia, rồi chợt lóe biến mất. Cứ như vậy, bóng người không ngừng khôi phục cử động, dùng hôi sắc quang hà để khống chế lôi cầu thành ngân lượng điện hồ, rồi lại dùng tiểu sơn thu thập. Nhìn bên ngoài thì tựa hồ như rất dễ dàng, không tốn chút sức lực nào. Nhưng trong lòng bóng người âm thầm than khổ không nói nên lời. Cho dù hắn có thần thông khó tin được, nhưng khi mượn nguyên từ sơn đối phó với nhiều yêu lôi như vậy, tiêu tốn pháp lực cũng cực kỳ kinh ngược. Bóng người này hiển nhiên là Hàn Lập tu luyện trong Sơn Phúc cả trăm năm nay. Lúc hắn, hắn chẳng những tu thành kim cương quyết, hơn nữa nguyên anh hư hóa trước kia, dưới sự trợ giúp của Linh Dược, cũng một lần nữa ngưng thành. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, ngày mà nguyên anh một lần nữa tu thành, lại là ngày mà thiên kiếp phủ xuống. Hàn Lập ứng phó không được, chỉ có thể kiên trì chịu đựng vượt qua thôi. Trường 1311, Kim Đình Chu cùng Thiên Uyên Vệ. Sau khi liên tiếp giáng xuống hơn 13 lôi cầu, Pháp lực trong nháy mắt liền tiêu hao, nhưng lôi kiếp trên bầu trời còn chưa có ý muốn dừng lại chút nào. sắc mặt Hàn Lập có chút trắng bệch. hắn tuy rằng có rất nhiều thần thông, nhưng có thể đối phó thiên kiếp thật sự thì không có được vài loại. ví dụ như hỏa điều do phệ linh thiên hỏa biến thành kia, ngay từ khi thiên kiếp bắt đầu thì lập tức co rút vào nguyên anh mới tu luyện trong cơ thể, căn bản không cách nào thúc đẩy ra ngoài. năm tử ma kia cùng đề hồn thú ở trên kiền sinh linh, tại đây dưới thiên kiếp cũng đồng dạng sợ hãi dị thường, một bộ dáng không thể sử dụng nổi về phần đám bảo vật bát linh xích cùng lục đinh thiên giáp phù từ lúc không gian đoạn liệt thì cũng đã bị hủy bằng không chính là thủ đoạn chống đỡ thiên kiếp rất tốt đối sách còn lại bây giờ cũng chỉ có hai ba loại rất ít đều là chuẩn bị ở sau dùng để bảo mệnh nhưng hiện tại xem ra không dùng cũng không được có điều là tiểu thiên kiếp của linh giới sao lại lợi hại như vậy y? nếu như đều là khủng bố như vậy các tu sĩ hóa thần khác làm sao độ kiếp thành công được hắn cũng không tin những người này mỗi người đều lợi hại hơn so với hắn Bên trong khẳng định phải có cái bí quyết độ kiếp gì đó. Trong lòng hắn rất là phiền muộn, đồng thời cực hối hận vì sao trước đó không xem chuyện có liên quan đến tiểu thiên kiếp, nghe trước cho rõ ràng rồi hãy làm. Hàn lập tự nhiên là không biết, khả năng trải qua thiên kiếp của mình đã vượt xa phạm trù tiểu thiên kiếp. Cũng chính là trên thân hắn có nhiều loại thần thông nghịch thiên cùng đồng thời có các loại bảo vật đỉnh dai như hư thiên đỉnh cùng nguyên tử sơn, đổi lại là một tu sĩ hóa thần bình thường khác từ lúc đạo lôi điện thứ nhất đánh xuống thì đã không cách nào chống đỡ nổi mà tan thành cho bụi rồi. Bây giờ hắn hít sâu một hơi, trên người ẩn hiện tia máu lờ mờ, tựa hồ có vật gì đó sẽ trồi ra khỏi thân thể. Đúng lúc này, ở chỗ cách hàn lập đồ kiếp hơn dặm, không gian ba động nổi lên, linh quang phóng ra mạnh mẽ, một đoàn quang trận màu trắng sữa hiện ra lên ở trên hư không. Quang trận lớn hơn 10 trượng, ký hiệu trong pháp trận xoay chuyển nhẹ nhàng, quang mang chói mắt chấp động. Tuy rằng hơn phân nửa tâm thần của Hàn Lập đều dùng để chống đỡ thiên kiếp, thế nhưng xuất hiện một màn quỷ dị như vậy, tự nhiên là không cách nào giấu được thần niệm của hắn. Trong lòng dùng mình, tiêm máu vừa hiện lên trên người hắn lập tức chợt lóe lên rồi biến mất, đồng thời một bên lửa gạt tiếp tục dùng thần quang của Nguyên Tử chống đỡ lôi cầu, một bên quay đầu lạnh lùng nhìn qua. Khó trách Hàn Lập thận trọng như vậy, bây giờ là thời điểm mấu chốt của hắn độ thiên kiếp, phụ cận đột nhiên xuất hiện một cái đồ vật cổ quái chẳng bao giờ nghe nói qua như thế, tự nhiên lòng cảnh giác sẽ nổi lên. Có điều là cái quang trận này, làm sao lại thấy có chút quen thuộc, lại có thể giống như là. Thần niệm hàn lập đảo qua pháp trận, trong lòng ngẩn ra nghi ngờ nổi lên. Quang trận màu trắng sữa phát ra một hồi âm thanh chói tai, tiếp đó bạch quang chợt lóe, một chiếc thuyền không thể tưởng tượng nổi hiện ra giữa quang trận. Kim thuyền ấy giống như được chế tạo từ vàng ròng, phi thường tinh xảo, nhưng có ký hiệu ngân sắc nhợt nhạt phủ rộng chi chít khắp thân nó hàn lập vừa nhìn rõ những ký hiệu này sắc mặt nhất thời biến đổi ngân khoa văn chính là loại linh văn tiên giới này toàn bộ kim thuyền dài hơn năm sáu trượng tất cả mặt ngoài đều có khắc linh văn phù chú mà cái quang trận thật lớn kia đúng là một cái pháp trận truyền thống hàn lập trong lòng có chút hoảng sợ càng làm cho hắn giật mình hơn chính là tại chỗ trung tâm kim thuyền có một lồng ánh sáng hoàng sắc hình nửa cung tròn vách lồng dày cứng dị thường cho dù lấy thần niệm cường đại của hắn, cũng không cách nào xâm nhập vào một chút. Ngay sau khi Kim Thuyền hoàn toàn hiển lộ ra thân hình, quang trận truyền tống phái dưới liền từng tấc từng tấc vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, hoàng sắc quang cháo chỗ trung tâm của Kim Thuyền cũng chợt biến mất không thấy nữa, hiện ra hai gã tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp đi ra. Một gã tuổi khá lớn, hình dạng năm 60 tuổi, giữ lại một nhúm râu mép sơn dương, một tên khác thì tầm hơn 30 tuổi, mặt trắng không râu. Kim sắc chiến giáp trên người hai gã tu sĩ đồng dạng có khắc dấu ngân khoa văn, cũng có ký hiệu nhàn nhạt nhẹ nhàng di động quay chung quanh, làm cho vừa thấy đã biết sự chân quý của hai kiện chiến giáp. Sau khi thần niệm đảo qua tu vi đối phương, nguyên từ thần quang trên đầu hàn lập run lên, chỉ thiếu chút nữa tan vỡ. Tu sĩ luyện hư kỳ, mà người lớn tuổi trên đó lại chính là tu sĩ luyện hư trung kỳ. Loại cấp bậc tồn tại này, làm sao lại gặp phải ở đây, đúng lúc mình vừa mới độ thiên kiếp, lẽ nào chính là hướng mình mà đến hàn lập mắt nhìn chằm chằm hai người này sắc mặt có chút khó coi đám người hoàng bào tu sĩ ở xa xa tự nhiên cũng thấy đột nhiên xuất hiện kim thuyền cùng hai gã kim giáp tu sĩ tu sĩ kết đan này không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hỏa lão vừa thấy màn này thần sắc lại như gặp ma quỷ cùng lúc kêu thất thanh kim đình chu thiên uyên vệ thanh âm của hỏa lão có chút sắc nhọn lên thiên uyên vệ là tiền bối đến từ thiên uyên thần thành hoàng bào tu sĩ nghe vậy sắc mặt cũng trắng bệch vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Không sai đâu, ta nhớ ra rồi, người này độ kiếp đích thật là tiểu thiên kiếp, nhưng hắn là tu sĩ hiếm thấy hiếm thấy của hạ giới phi thăng, vẫn chưa kinh dùng qua diệt trần đan tẩy tùy qua pháp thể, cho nên dẫn phát tiểu thiên kiếp mới là loại lưỡng sắc kiếp phải chết này. Thiên nguyên vệ này khẳng định đã nhận ra động tính thiên kiếp nơi này, mới trực tiếp truyền tống tới giải vây. Có điều là có chút kỳ quái, vì sao thiên nguyên vệ lại đúng dịp đi qua nơi đây như vậy? Hai mắt hỏa lão hai nhìn thẳng kim thuyền, mờ mịt lẩm bẩm nói đám người hoàng bào tu sĩ từ lâu đã nhìn thấy thiên uyên vệ sĩ trong kinh hãi tự nhiên không cách nào trả lời cái gì tựa hồ tất cả đều xác minh lời nói của hỏa lão hai gã tu sĩ luyện hư kỳ trên kim thuyền vừa hiện thân đi ra lập tức nhìn về phía bầu trời hàn lập đang độ kiếp cùng lui cầu đang cuồn cuộn giáng xuống thấy hắn lại có vẻ có thể chống đỡ tiếp nữa trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc nhưng lập tức một người giơ tay lên bỗng nhiên một tấm phù triện màu tím từ trong tay bắn ra, phù triện ấu vừa ra khỏi tay, một tiếng sấm thật lớn vang lên, hiện ra một quang nhân thân cao 10 trượng, lôi điện màu tím rất lớn quấn quanh người. Quang nhân này hai tay khoanh lại, thân trên xích lóa, tràn ngập khí cuồng bạo, nhưng diện mục không rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy là một gã đại hán dâu quai nón. Một gã kim giáp tu sĩ khác, cũng đồng dạng tung ra hai tấm phù triện màu xanh. Hai tấm phù triện rời tay, trong vầng sáng vang lên tiếng nổ oanh long long, một cái liền hóa thành chùy xanh cực lớn cùng một cái búa kim sắc. Hai kiện đồ vật bị thanh sắc điện quang cùng kim sắc lôi hồ vây lấy, tản ra linh áp cao vút kinh người, nhìn một cái liền biết không phải vật chơi đùa. Thân sắc một gã kim giáp tu sĩ ngưng trọng đánh ra từng đạo pháp quyết vào thân quang nhân trên không trung. Nhất thời quang nhân to lớn kia, hai tay hướng chùy xanh cùng búa vàng kim đang trôi nổi kia bắt lấy một cái, hai đồ vật phù do phù triện biến thành, lúc này hóa thành một đạo linh quang tiến vào trong tay quang nhân, một lần nữa hiện ra nguyên hình lúc này trong miệng một tên tu sĩ khác phát ra tiếng chú ngữ trong trẻo, tựa hồ lại phối hợp cùng đồng bạn thi pháp. người to lớn ngẩng đầu lên, phát ra tiếng huyết gió giống như long ngâm, lập tức nhấc tay, đem thanh chùy nhắm ngay chỗ vị trí của hàn lập. tay kia lại bỗng nhiên giơ búa vàng lên hung hăng đánh một kích. oanh một tiếng nổ lớn vang lên, hồ quang màu tím nổi dậy mãnh liệt trên thân thể người to lớn, búa vàng cùng thanh chùy cũng đồng thời nổi lên điện quang chói mắt. sau một tiếng sét đánh một tiếng kinh thiên động địa, một đạo hồ quang ba màu tím, xanh vàng kim từ đầu nhọn của chùy tuôn ra, đầu tiên là mảnh như tơ, nhưng trong nháy mắt liền biến to biến dài, điên cuồng phình to ra vô số lần, một cái liền hóa thành vật to lớn rộng mấy trượng, dài tới trăm trượng, giống như trên một con tam sắc chân long ở trên hư không vặn vẹo xoay quanh, quang mang chói mắt thậm chí lóe lên chiếu. Sáng hơn phân nửa bầu trời, ngay khi tất cả mọi người xem chừng mắt ngẩn người, hồ quang to lớn kia chỉ là chợt lóe liền biến mất không thấy nữa, sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ đỉnh đầu của Hàn Lập tiếng hồ quang thử lạp rung động một cái tam sắc quang mang lóe lên làm cho hàn lập thân ở phía dưới trong lòng trầm xuống ngay cả hô hấp cũng gấp gáp lên một chút nhưng lập tức hắn lại thở dài lớn một hơi bởi vì hồ quang thật lớn vặn vẹo một cái liền chui vào trong mây đen trên cao lập tức một tiếng nổ lớn bùm bùm vang lên các màu điện quang ở trong mây điên cuồng chấp lóe lôi cầu vốn đang bay xuống nhất thời trở nên thưa thất dị thường nhìn thấy màn ấy hàn lập sao lại không biết hai người này đúng là ra tay trợ giúp mình độ thiên kiếp tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn nhưng tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này lúc này không kịp suy nghĩ nhiều thân hình hắn trầm xuống cả người thẳng trầm xuống lúc này hắn cảm thấy trong kiếp vân kia cực kỳ nguy hiểm vẫn là nhân cơ hội cách xa một chút mới là tốt hắn dự liệu quả nhiên không sai khi hắn vừa mới kéo giãn được một khoảng cách nhất định cùng kiếp vân thì thân hình của điện vân thật lớn lại một lần nữa thoáng hiện ra toàn bộ thân thể đều nứt toát ra rồi vô số tam sắc hồ quang ở trong kiếp phân toát ra tiếng sấm nổi lên đinh tai nhức óc trong nháy mắt kiếp phân nhìn như vô cùng dày đặc kia lại có thể dần loãng tan ra sau thời gian mấy cái hô hấp thì có từng sợi ánh dương quang xuyên thủng mây đen chiếu xuống tiểu thiên kiếp này liền bị cứng rắn phá giải như vậy hàn lập vẫn chưa bởi vậy mà vui vẻ ra mặt sau khi đem nguyên từ thần quang cùng nguyên từ sơn thu lại liền rất thản nhiên nhìn về phía bên kia ở xa xa kim thuyền kia đang thong thả bay tới có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai gã kim giáp tu sĩ. Hàn lập nhíu mày một cái, mơ hồ cảm thấy có cái đại phiền toái gì đó muốn tìm tới cửa. Nhưng hắn vẫn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích mảy may, chỉ là lặng lặng chờ. Kim thuyền kia tựa như chậm mà nhanh, thời gian mấy cái hô hấp liền không một tiếng động tới trước mặt Hàn lập rồi. Hai gã kim giáp tu sĩ trên thuyền tỉ mỉ quan sát Hàn lập ở phía dưới. Là tu sĩ từ hạ giới phi thăng, có chút kỳ quái, hóa thần sơ kỳ làm sao có thể phi thăng đến giới ấy có điều là không có việc gì, nếu gặp được chúng ta, cũng coi như ngươi gặp may mắn, cho thuyền đi tiếp thôi. Tên mặt trắng không dâu hơn 30 tuổi kia rốt cuộc mở miệng, thanh âm có vẻ ôn hòa. Tiền bối nói thế có ý tứ gì, muốn đi đến địa phương nào. Hàn lập nghe đối phương một tiếng đoán em mờ ra thân phận hạ giới của mình, trong lòng không khỏi cả kinh, nhưng bề ngoài vẫn chậm rãi hỏi một câu. Có ý tứ, lúc người phi thăng, xảy ra vấn đề rồi, lại không có xuất hiện tại phi linh đài, cũng không có đi thiên huyên thành đi lính, tự nhiên là phi thăng thì gặp một cơn lốc không gian, bị cuốn vào tới cái khe không gian của người phi thăng. Tu sĩ mặt trắng khóe miệng khẽ động, nhàn nhạt nói. Phi linh đài, Hàn Lập nghe được có chút hồ đồ, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc nghi ngờ. Không sai, hạ giới tương ứng của linh giới chúng ta có hơn một nghìn cái, mỗi một một hạ giới đều có phi linh đài chuyên môn tương ứng, phàm là tu sĩ phi thăng tới linh giới y, vừa xuất hiện ở linh giới đều sẽ lập tức bị chuyển tiếp đến thiên uyên thành. Chuyện giống như các hạ, khi phi thăng thì đụng phải ngoài ý muốn, lưu lạc tới địa phương khác, tuy rằng cực ít xuất hiện, nhưng cũng không phải chưa từng có. Có điều là những người này bởi vì không có dùng qua diệt trần đan, trên cơ bản đều sẽ ngã xuống ngay lần đầu tiên giáng xuống của lưỡng sắc lôi kiếp. Các hạ có thể vừa gặp được hai người bọn ta làm việc may mắn đi qua đây, tự nhiên tính là mạng ngươi lớn. Một tu sĩ lớn tuổi khác lại cười khẽ giải thích vài câu. Chương 1312, Thanh Minh Vệ, người chưa uống diệt trần đan, tẩy đi khí thức dị giới của hạ giới, tiểu thiên kiếp cứ 300 năm một lần sẽ là lưỡng sắc lôi kiếp. Cho dù người có thần thông kinh người, cũng tuyệt đối sẽ chết. Lúc này đây chúng ta giúp người đánh tan thiên kiếp ấy, thiên kiếp lần tiếp theo cũng sẽ bởi vậy mà xuống sớm, sau 100 năm, thiên kiếp thiên kiếp lần thứ hai sẽ lập tức phủ xuống trên người ngươi, chỉ có hàng năm ăn vào một viên diệt trần đan, mới có thể cho khí thức của người cùng linh giới chúng ta hòa hợp thành một, mới không gặp phải lưỡng sắc lôi kiếp nữa. Tại thiên uyên thành chúng ta, hàng năm đều sẽ phát cho tu sĩ phi thăng một viên diệt trần đan. Lưỡng sắc lôi kiếp lần tới so với lần này còn muốn lợi hại hơn ba phần, tu sĩ lớn tuổi kia nói, tiền bối nói vậy, tại hạ phải nán lại tại thiên uyên thành này cả đời sao. Ánh mắt hàn lập chấp động vài cái, hỏi, đương nhiên không phải, diệt trần đan kia phải uống đủ 300 năm, mới có thể hoàn toàn tẩy đi khí thức của hạ giới, mới có thể tự do rời khỏi thiên uyên thành. Tu sĩ mặt trắng bình tĩnh nói, thiên uyên thành đem tu sĩ phi thăng chúng ta tập hợp một chỗ, sẽ không thể đem cho không diệt trần đan cho chúng ta yêu cầu muốn chúng ta làm cái gì hàn lập không muốn vòng vo hỏi vấn đề quan trọng nhất đạo hữu quả nhiên thông minh diệt trần đan kia tuy rằng chỉ hữu dụng với tu sĩ phi thăng các ngươi nhưng tất cả tài liệu để chế tạo cực kỳ chân quý không ít thứ phải đi thế giới hoang dã mới có thể tìm được muốn đổi lấy những đan dược này tự nhiên cần phải một cái giá nhất định có điều là việc này tới thiên uyên thành sẽ có người giải thích lại cho ngươi bây giờ đạo hữu lên trên phi chu trước đi Đương nhiên nếu cự tuyệt, hai người ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Thế nhưng hậu quả ra làm sao, đạo hữu cần phải tự lo đi. Tu sĩ lớn tuổi sờ tròm dâu dê của mình một cái, mỉm cười nói. Hàn lập nghe xong lời này, sắc mặt khẽ biến. Hắn trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn đã mây trắng ngàn dặm trên cao, lại nhìn thuyền dưới chân hai người một chút. Bỗng nhiên thân hình nhoáng lên một cái, người đã đi lên thuyền. Hai gã kim giáp tu sĩ thấy tình hình ấy, mỉm cười, ra vẻ không ra ngoài dự liệu của họ, cho dù là ai đã thấy được sự đáng sợ của lưỡng xác lôi kiếp đều chỉ có một cái đường này có thể đi huống hồ người trước mắt còn chỉ là tu sĩ hóa thần sơ kỳ mà có thể ở dưới lưỡng xác lôi kiếp kiên trì cho đến lúc bọn họ xuất hiện đã là một kỳ tích tới trên kim thuyền hàn lập ánh mắt đảo qua mới phát hiện chỗ trung tâm thuyền có khắc một pháp trận loại nhỏ cùng loại hắn đang quan sát thì hai gã kim giáp tu sĩ đã bước trước một bước vào trong đó cũng lập tức bắt chuyện gọi hàn lập một tiếng hàn lập do dự một chút rồi cũng theo đi vào bên trong. Kết quả hai gã kim giáp tu sĩ đều đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời pháp trận dưới chân phát ra một hồi âm thanh, một tầng quang cháo dày đặc hiện lên, loáng một cái đem ba người đều phủ vào bên trong. Tiếp đó tên tu sĩ lớn tuổi kia, vừa lộn bàn tay, trong tay nhiều thêm một khối tròn ánh vàng rực rỡ, phía trên đồng dạng cũng khắc dấu mấy cái ngân khoa văn. Người này giơ tay vỗ lên, nhất thời kim quang đại phóng, đồng thời mấy cái ngân văn kia phát ra quang mang chói mắt. Cùng lúc đó, Kim thuyền rung lên, đột nhiên từ đáy thuyền toát ra từng đạo quang hà màu trắng sữa, những quang hà này quay chung quanh phía dưới kim thuyền xoay tròn di chuyển, lại có thể ngưng tụ thành bạch sắc quang lúc trước Hàn Lập đã gặp qua một lần. Sau khi quang mang tỏa ra khắp cả tòa pháp trận, kim thuyền khẽ rung lên, liền biến mất không thấy nữa. Pháp trận theo gió dần vỡ vụn, tan vỡ ra từng mảnh rồi không thấy nữa. Hỏa lão cùng vài tên tu sĩ kết đan ở phía xa, vẫn nhìn chăm chú vào tất cả màn vừa rồi nhưng từ sau khi hai gã kim giáp xuất hiện trong nháy mắt mấy người đó mất đi hứng thú nói chuyện trái lại có vẻ cả thở cũng không dám thở mạnh một cái sau khi kim thuyền biến mất mấy người mới đồng thời thở ra một hơi liếc mắt nhìn nhau đều từ trên mặt đối phương thấy được một tia may mắn hỏa lão có vẻ thiên uyên vệ cũng không có đáng sợ như trong lời đồn như vậy có đúng đồn đãi có chút không xác thực hay không hoàng bào thanh niên do dự một chút vẫn là lên tiếng hỏi các ngươi thì biết cái gì trong tam cảnh thất địa duy nhất không chịu sự quản lý của ba thánh hoàng cùng bảy yêu vương, chính là Thiên Uyên Thành. Thiên Uyên vệ mặc kim giáp càng là tồn tại cấp cao của Thiên Uyên Thành, mỗi một người đều có thể tự do xuyên toa khu vực khắp các nơi, không bị hạn chế quyền lợi, đồng thời còn có thể quang minh chính đại chém giết tất cả nhân yêu nhị tộc mà cho là tồn tại tạo thành uy hiếp. Quyền lợi to lớn, ngay cả tồn tại như Tam Hoàng cũng phải kiêng kỵ một hai phần. Đồng thời một ngày tới đại chiến với ngoại tộc thì ngay cả Tam Hoàng thất yêu ở trên danh nghĩa cũng phải nghe trưởng lão của Thiên Uyên thành sai phái. Sau khi hỏa lão do dự một chút, vẫn là tiết lộ một ít tin tức bí ẩn mà mình biết. Lại có chuyện như vậy, ta chi là nghe sư phụ nhắc qua Thiên Uyên vệ, đồng thời căn dặn nghìn vạn lần không thể đắc tội. Hình như trước đây đã lâu, Thiên Uyên vệ đã từng có tiền lệ một tháng tiêu diệt trên bách gia tu tiên tông môn. Thế nhưng nguyên nhân cụ thể, căn bản không có người nào biết rõ, đám Tam Hoàng cũng nhìn mà như không thấy. Hai mắt hoàng bào tu sĩ đảo lộn, sau một hồi lâu mới nói như vậy. Có thế chứ, tin tức có liên quan tới thiên uyên thành, ta biết được cũng không nhiều, thế nhưng tu sĩ của thành ấy phân nửa không gặp được trong khu vực của nhân yêu nhị tộc, là chuyên môn dùng để ứng phó đại địch ngoại tộc, hơn nữa cho dù xuất hiện ở trong khu vực nhị tộc, cũng chỉ sẽ là loại thiên uyên vệ mặc kim giáp này. Hỏa lão nhíu mày khi nghe được hai người này nói chuyện với nhau, vài tên tu sĩ kết đan bên cạnh tuy rằng cũng biết một ít chuyện về thiên uyên vệ, nhưng là không biết đến tường tận như hai người này đều hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau lúc này kim thuyền chở Hàn Lập cũng đã xuất hiện tại trong mật thất truyền tống trận của một tòa thành thị vô danh một gã kim giáp tu sĩ nhảy xuống kim thuyền sau khi ở trên truyền tống trận thay đổi vô số quả linh phát quang lấp lánh lập tức trở lại trên kim thuyền lại đánh ra pháp quyết thúc dục pháp trận hoạt động Hàn Lập thấy tinh thạch này cảm thấy trong lòng nhảy lên vài cái những tinh thạch này lại có thể đều là cao giai linh thạch tâm niệm của hắn chuyển động vài cái kim thuyền đã bị bạch quang nuốt chừng, lần thứ hai truyền tống đi ra ngoài. Lúc này đây địa phương xuất hiện, rõ ràng là một tòa hang động ngầm, phía dưới kim thuyền lại có một tòa pháp trận truyền tống cùng loại. Cũng lại là động tác đổi lấy linh thạch, đồng dạng truyền tống, kim thuyền lần thứ hai biến mất không thấy nữa. Tại dưới con mắt trầm tĩnh của Hàn Lập nhìn kỹ, kim thuyền liên tục truyền tống hơn 20 lần. Năm đó Hàn Lập truyền tống đến loạn tinh hải, cũng bất quá sử dụng một lần trung giai linh thạch, đồng thời một lần từ thiên nam truyền tống đến loạn tinh hải, mà bây giờ kim thuyền vận dụng pháp trận truyền tống, sử dụng chính là cao giai linh thạch, mà truyền tống nhiều lần như vậy, khoảng cách truyền tống xa bao nhiêu, Hàn Lập cũng không thể tưởng tượng nổi. Sau một tiếng phốc phốc, kim thuyền lần thứ hai truyền tống một lần rồi lại một lần xuất hiện tại trong một tòa pháp trận. Thế nhưng lúc này đây, ánh mắt Hàn Lập đảo qua, trong lòng lẩm bẩm, nhất thời biết mình rốt cuộc tới cái thiên uyên thành kia rồi. Bởi vì lần này, pháp trận truyền tống lại có thể thành lập tại trên đài cao của một tòa tế đàn, mà ở dưới đài cao hơn 10 trượng, lại do bốn gã tu sĩ mặc hắc sắc chiến giáp đứng ở đó. Hình thức những chiến giáp này, so với kim sắc chiến giáp của hai tu sĩ đứng cùng Hàn Lập có vẻ đơn giản hơn một ít, nhưng mặt ngoài đồng dạng có khắc dấu đám ký hiệu ngân sắc. Nơi đây là một quảng trường chừng trăm trượng, điện phủ to lớn cao hơn 10 trượng, mà ngoại trừ đài cao, bốn phía đều trống rỗng. Không có bất cứ cái thứ gì khác tồn tại, trong nháy mắt kim thuyền xuất hiện, trên mặt bốn gã hắc giáp tu sĩ kia lập tức lộ vẻ vẻ cảnh giác nhìn sang, nhưng vừa thấy kim giáp tu sĩ, sắc mặt bốn người buông lỏng nhưng thân hình lập tức khẽ động trực tiếp nhẹ nhàng hạ xuống trên bãi đá trong đó một gã đại hán hai mắt xanh biếc hai chân bước lên đỉnh của bãi đá lập tức đi vài bước đã tới cung kính hướng hai gã kim giáp tu sĩ thi lễ tham kiến thiên vệ đại nhân ánh mắt hàn lập hướng tới trên người mấy người này đảo qua ánh mắt hơi khẽ động bốn người này lại có thể đều là tu sĩ nguyên anh một gã nguyên anh hậu kỳ đại thành một gã trung kỳ hai gã sơ kỳ đứng lên đi Vị này chính là tu sĩ phi thăng mới tới, ta nhớ ra tiểu đội các ngươi tựa hồ còn thiếu một gã thanh minh vệ. Hắc hắc, nói không chừng hắn sẽ thành đội trưởng của các ngươi, dẫn hắn đi Phi Linh Điện nghỉ ngơi một đêm trước đã, hai người ta hướng trưởng lão giao xong nhiệm vụ, còn muốn gặp lại hắn một lần. Kim Giáp tu sĩ lớn tuổi thản nhiên phân phó nói. "Rõ, tên đại hán này đã sớm thấy vị tu sĩ hóa thần kỳ hàn lập này, bây giờ nghe nói thế, ngược lại cũng không có bất luận cái kinh ngạc gì, chỉ là hướng Hàn Lập khom người một cái." trong miệng lên tiếng đáp, ngươi theo bọn hắn đi nghỉ ngơi một đêm trước đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Tu sĩ mặt trắng lại nói với Hàn lập như vậy, Hàn lập gật đầu, vẫn chưa có cái gì nghị gì. vì vậy ba người đi xuống đài cao, đi thẳng đến cửa điện, Hàn lập chú ý tới bốn gã hắc giáp tu sĩ kia chỉ có đại hán mắt xanh biết theo sát mà bọn họ, ba người còn lại thì vẫn trung thành canh giữ dưới đài cao. xem ra kim thuyền cùng truyền tống trận nơi đây có cái gì đó quan trọng lại có thể cần bốn gã tu sĩ nguyên anh canh giữ tại chỗ này. Chỗ cửa điện, thình lình trước mặt xuất hiện một cái thông đạo rộng 4 năm trượng thật lớn. Đi qua hai bên thông đạo tất cả đều là thạch bích màu xanh đen, nhưng những thạch bích này cứ mỗi một khoảng cách liền có một cái ký hiệu ngân khoa văn nhất định, làm cho cả tòa thạch bích có vẻ thần bí vạn phần. Thông đạo thì tròn cong cong, đồng thời có vẻ đi xuống phía dưới sâu. Thấy một màn như vậy, Hàn Lập nhíu mày, nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ thần bí gì hai gã kim giáp tu sĩ lúc này đã hướng về phía trước đi đến, tên hắc giáp đại hán kia lại mang theo hàn lập đi xuống hướng phía dưới. Thật lớn a, à, đi cách mỗi mấy trăm trượng, liền xuất hiện một tòa đại điện, đám người hàn lập đi tới một cửa điện thông thường, có cửa điện đóng chặt, có cái cửa lại thản nhiên mở to. Những cái mở ra này, tự nhiên có thể đem tất cả trong điện nhìn rõ. Bên trong hơn phân nửa giống nhau đều là đài cao, truyền tống trận cùng kim thuyền, cũng có vài nguyên anh tu sĩ canh ở nơi đó, một số khác hơn phân nửa lại giống tuếch mật gì cũng không có. Về phần nơi cửa điện đóng chặt, Hàn Lập tuy rằng sử dụng thần niệm quét qua một chút, lại không ngoài dự liệu của hắn. Căn bản không cách nào xuyên qua được vách tường lẫn lộn ngân khoa văn thần bí này. Đi tới giữa thỉnh thoảng có tu sĩ khác đi tới trước mặt, bên trong phần lớn đều là tu sĩ nguyên anh hắc giáp, nhưng là có lúc đụng phải ba bốn gã tu sĩ một thân chiến giáp màu xanh, những thanh giáp tu sĩ này đều có tu vi hóa thần kỳ, hiển nhiên chính là cái họ gọi là thanh minh vệ. Những tu sĩ này nhìn thấy một gã ngoại nhân như Hàn Lập thì mặc dù có tốt hơn liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có một người tiến lên hỏi nhiều cái gì, đồng thời mỗi người đi lại vội vã, giống như được huấn luyện như thế. Hàn Lập nhìn thấy màn ấy, trong lòng nhớ mày. Trường 1313, tu sĩ phi thăng cùng thiên uyên. Sau khi đi xuống phía dưới gần đủ nghìn trượng, trước mắt Hàn Lập trở nên sáng ngời, xuất hiện một tòa đại sảnh gần nghìn trượng, ở trong sảnh có gần trăm tên giáp sĩ, đang ở vội vã qua lại, tựa hồ bận rộn phi thường. Mà bốn phía của đại sảnh, có người mấy lối ra vào là các thông đạo giống nhau, đang có người ra ra vào vào. Trên mặt Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc, đi tới giữa sảnh không khỏi vô ý thức ngẩng đầu mà nhìn, kết quả kinh hãi. Vừa nhìn qua đại sảnh này, căn bản không nhìn thấy đỉnh sảnh, đúng là một cái vòng tròn thật lớn hình ống lồng vào nhau, giống như một tòa tháp lớn rỗng ruột, mà chỗ bọn họ mới đi ra vừa rồi chỉ là tường kép ngăn trong tháp mà thôi. Thạch tháp lớn như vậy, Hàn Lập tất nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy, sau khi ngạc nhiên một hồi lâu thần sắc mới hồi phục bình thường tên đại hán mắt xanh dẫn đường phía trước kia đối với vẻ khiếp sợ của hàn lập không kỳ quái chút nào cũng không có ý dục thẳng đến hàn lập một lần nữa đi tới mới lại mang theo hàn lập hướng lối ra của đại sảnh đi đến khi hàn lập vừa đi đến lối ra của đại sảnh thì hướng xa xa nhìn tới trong lòng hồi hộp một chút lại một lần nữa ngạc nhiên chỉ thấy chỗ ánh mắt có thể nhìn tới xa xa là các tòa thanh sắc cửa tháp cao vót trong mây giải rác chi chít hơn trăm tòa mà một phần của những cự tháp này tất cả đều vòng quanh một mảnh lầu các ban công một gian kế bên một gian cũng không biết có bao nhiêu nữa cao tới nghìn trượng thấp cũng phải trăm trượng mỗi một cỗ kiến trúc dường như kiến trúc bình thường phóng đại lên mấy lần điều này làm cho Hàn lập nhìn xem có chút ngẩn người lúc này mỗi một tên tu sĩ đi ra đại sảnh đều hóa thành từng đạo độn quang giống nhau hướng phía dưới kiến trúc ấy bay tới Đại Hán mắt xanh biết sau khi bắt chuyện một tiếng cũng mang theo Hàn lập hướng xuống dưới bắn nhanh đi bay thẳng đến một tòa điện các nghìn trượng cách đó không xa. Tòa lầu các kia có 10 tầng, mỗi một tầng đều có một lối vào, mà đại môn ở giữa tòa cao khoảng 30 trượng, lộ ra một cái bảng hiệu ngân sắc viết ba chữ lớn phi linh điện. Đại hán mang theo hàn lập bay vào tầng điện các thứ tư, tiến vào bên trong là một tiểu sảnh, bốn phía có 6-7 hàng lang thông đi các phương hướng khác. Mà ở trong tiểu sảnh có một vài tên tu sĩ phục sức khác nhau đang tụ tập cùng một chỗ, mỉm cười nói cái gì đó. Ánh mắt hàn lập đảo qua, lập tức dò xét ra những người này đều là tu sĩ hóa thần sơ kỳ giống hắn. Hàn lập cùng đại hán mắt xanh tiến vào trong đó, mấy người này cũng lập tức phát hiện ra bọn họ, lúc này ánh mắt đồng loạt quét tới. a, à, đây không phải chắc hiền chất sao, thế nào, vị này cũng là đồng đạo mới tới à. Một lão giả đầu đầy tóc bạc, sắc mặt có chút trẻ trung cười hỏi một câu. Đại hán mắt xanh cũng đã là nguyên anh hậu kỳ đại thành, nhưng cũng không dám chậm trễ đáp lại. Hóa ra là liễu tiền bối, vị tiền bối chính là thiên vệ đại nhân tự mình mang từ bên ngoài đến cũng không phải là tu sĩ tiến giai của bản thành đại hán mắt xanh vừa tiến vào trong điện vẻ nghiêm nghị trước kia lập tức không còn sót lại chút gì lại giống như thay đổi thành một người khác phi thường khách khí hướng lão giả giải thích nói trên mặt hàn lập lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc từ ngoại giới mang đến chẳng lẽ là được tu sĩ phi linh đài mang tới là từ một giới phi thăng tới a à, làm sao lại là tu sĩ hóa thần sơ kỳ không phải nói người phi thăng ít nhất cũng phải có tu vi hóa thần hậu kỳ sao. Vài tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ vừa nghe lời ấy, một trận rối loạn giấy lên, đều dùng ánh mắt khác thường quét về phía Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười, chỉ là hướng về mấy người này ôm quyền, vẫn chưa nói cái gì, nhưng trong lòng cũng nghi ngờ không thôi. Những người này lẽ nào là người phi thăng của hạ giới khác, nhưng thoạt nhìn không quá giống, nhưng nếu là tu sĩ bản địa của linh giới, thì sao lại xuất hiện ở đây? phi linh điện này vừa nghe chính là chỉ nơi có liên quan với người phi thăng. Đại hán mắt xanh hướng mấy người khác ân cần thăm hỏi vài câu, rồi lại trả lời qua loa một hai câu, liền mang theo hàn lập đi vào trong một cái hàng lang, tìm nhanh một gian nhà trong dãy phòng xếp liên tục. Chỗ này giống như là gian gian nhà được luyện thành, giống như một tòa động phủ loại nhỏ, không chỉ có mật thất chuyên môn, còn có một gian phòng luyện đan cùng một gian luyện khí. Hơn nữa mấy gian nhà này còn bị một lồng cấm chế phong bế, chỉ có chủ nhân gian nhà sử dụng một khối lệnh bài cấm chế mới có thể mở ra đi vào. Hàn Lập cảm thấy rất hài lòng, lập tức gật đầu. Đại Hán mắt xanh Đại Hán thấy vậy, nói nơi đây có vài chỗ kiêng kỵ, liền lập tức lưu lại lệnh bài cấm chế, nói có nhiệm vụ trong người rồi cáo từ rời đi. Cái này ngược lại làm cho Hàn Lập dự định muốn nhân cơ hội kéo đối phương, hỏi thăm về tình huống của Thiên Uyên Thành thất bại. Lúc này hắn ngồi ở trên một chiếc ghế giữa phòng khách, lưng tựa vào ghế dựa, lấy tay chơi đùa khối lệnh bài cấm chế ngân sắc chói lọi kia, trong lòng lại tự định giá lại tất cả mọi việc phát sinh sau lôi kiếp. Vốn là dựa theo kế hoạch lúc đầu của hắn, một lần độ qua tiểu thiên kiếp này, tự nhiên là muốn ở linh giới lựa chọn sử dụng một nơi bí ẩn có linh khí tuyệt hảo, âm thầm tiến hành tu luyện, trước tiên tiến giai tới luyện hư kỳ, rồi lại nói tới vĩnh sinh đại đạo. Nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chính là, tu sĩ phi thăng lại có thể còn mang cái khí tức dị giới gì đó, tiểu thiên kiếp lại trở nên khủng bố như vậy không lâu nữa cho dù hắn thực sự có năng lực vượt qua lưỡng sắc kiếp lần đầu tiên thế nhưng lần tiếp theo tuyệt đối không cách nào chống đỡ nổi hắn lúc này mới hầu như không có suy nghĩ nhiều hơn lập tức cùng hai người kia thiên uyên thành này nhưng thật sự tới nơi đây rồi tất cả tu sĩ ở đây tựa hồ cùng tu sĩ bình thường không giống nhau còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì điều này làm cho trong lòng hắn thực sự không rõ căn nguyên hắn duy nhất biết được là trong thành này có số tu sĩ từ hạ giới phi thăng giống như hắn tựa hồ không ít hàn lập suy nghĩ có chút đứng ngồi không yên hắn âm thầm tự định giá có nên thừa dịp bây giờ đến bên ngoài hỏi thăm chuyện tình về thiên uyên thành một chút cùng với biết được tu sĩ phi thăng sẽ được an bài ra làm sao ngay lúc hàn lập động tâm muốn có hành động bỗng nhiên từ ngoài cấm chế của đại môn truyền tới một thanh âm của lão giả đạo hữu nếu có trong phòng lão phu hà đạo muốn cùng đạo hữu đàm đạo một chút hàn lập vừa nghe lời này liền ngẩn ra lập tức nở nụ cười nhẹ xem ra không cần hắn chủ động đi ra ngoài thì đã có người lôi kéo làm quen trước hóa ra là liếu đạo hữu tới chơi hàn mỗ rất vinh hạnh được đón tiếp hàn lập mở miệng trả lời sau đó cầm lệnh bài trong tay hướng đại môn vẩy nhẹ nhàng một cái một mảnh ngân hà tuôn ra sau khi đại môn phát ra một tiếng kéo kẹt liền tự động mở ra một tên tu sĩ mặt trẻ tóc trắng đứng ngoài cửa chính là lão giả mới thấy qua mặt ở trong phòng kia hóa ra đạo hữu họ hàn liễu mỗ tùy tiện quấy rối mong rằng đạo hữu không phiền lòng lão giả lộ vẻ mặt tươi cười miệng đầy khách khí nói ha hả tại hạ sao nghĩ như vậy được cho dù liễu huynh không đến hàn mỗ cũng dự định đi gặp mấy đạo hữu đó hàn lập là người ra sao từ nhân giới của con người đi từng bước một tu luyện tới nay đối với đạo lý đối nhân xử thế cực kỳ lão luyện tuyệt đối ở trên vị lão giả trước mắt này lúc này hớn hở nói kể từ đó hai người chỉ là trò chuyện vài câu lại giống như bạn tốt nhiều năm tâm sự vừa nghe Trác Hiền chất nói Đạo Hiếu là thiên vệ đại nhân tự mình mang về thành vậy Đạo Hiếu khẳng định là tu sĩ ở hạ giới vừa phi thăng tới bản giới không biết Đạo Hiếu đến từ một cái nhân giới của hạ giới nào lão giả họ Liễu nói vừa chuyển trọng tâm câu chuyện vừa hỏi một giới đó cái này tại hạ cũng không biết linh giới gọi làm sao giữa rất nhiều hạ giới như vậy ngược lại không thể trả lời rõ như vậy đi chờ sau khi Hàn Mỗ hiểu rõ các việc liên quan lại nói cho đạo hữu được chứ ánh mắt hàn lập chợt lóe lên mỉm cười trả lời hắn cũng sẽ không tùy tiện để lộ xuất thân đích thực của mình dù sao lúc ở nhân giới hắn cũng có phần liên lụy đến một ít chuyện tình liên quan tới đại nhân vật ở linh giới bất kể là bản thể thiên lan thú hay là ngân nguyệt trong miệng của yêu khuê lang vương cũng đều không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc tới đây là lão phu hồ đồ đạo hữu mới tới linh giới không lâu đối với tất cả mọi việc tự nhiên không hiểu nhiều lắm có điều là tu sĩ phi thăng giống như đạo hiếu, mỗi người đều có tiềm lực kinh người, tỷ lệ tiến giai luyện hư vượt xa đám hậu duệ của tu sĩ phi thăng cùng tu sĩ bản địa của linh giới, càng được hội trưởng lão coi trọng. Hơn phân nửa là đạo hiếu không cần trải qua cái khảo hạch gì, trực tiếp sẽ được bổ nhiệm làm thanh minh vệ. Lão giả họ liếu cười ha ha rộ lên một cái, tu sĩ phi thăng, liếu huynh có thể giải thích cho tại hạ một chút hay không? Hàn lập trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, thu lại vẻ tươi cười trực tiếp hỏi. Này không là cái bí mật gì, tự nhiên có thể nói. Kỳ thực Hàn Huynh chỉ cần ở bản thành một đoạn thời gian nữa, đối với việc này liền hiểu rõ. Lão giả họ liếu cười hắc hắc, kỳ thực phần lớn người phi thăng, chính là chỉ tu sĩ hóa thần như Hàn Huynh trực tiếp từ hạ giới phi thăng lên linh giới. Trên người các người mang theo khí thức của dị giới phi thường dày đặc, cho dù hàng năm dùng một viên diệt trần đan, cũng phải mất 300 năm mới có thể thanh trừ sạch sẽ. Mà hậu duệ của người phi thăng, phần lớn cũng sẽ có chứa một bộ phận khí thức của dị giới, chỉ cần vừa tiến giai nguyên anh kỳ, đồng dạng sẽ có lưỡng sắc lôi kiếp phủ xuống, giống như như ta, là hậu duệ của tu sĩ phi thăng, ở lúc vừa tiến giai vào nguyên anh kỳ, nhất định phải lập tức chạy về thiên uyên thành, phải dùng diệt trần đan áp chế khí tức dị giới, bằng không sẽ chỉ còn một con đường chết. Chỉ có chờ khí tức dị giới bị tẩy trừ hết, mới có thể tự do rời khỏi thiên nguyên thành. Từ tu sĩ phi thăng mà tính, đại khái dòng chính huyết mạch ở ngoài năm đời, sẽ không còn khí tức dị giới nữa, hoàn toàn cùng tu sĩ bản địa giống nhau lão giả mặt trẻ giải thích nói, thì ra là thế, có điều là Liễu Huynh đã là hóa thần tu sĩ, nói vậy khí tức dị giới đã sớm bị tẩy đi, sao còn ở lại chỗ này? Hàn lập chớp mắt một cái, đột nhiên hỏi, Hàn Huynh liếc mắt đã nhìn ra vấn đề, không sai, cho dù ta đã tẩy đi khí tức dị giới trên người, thế nhưng nguyện ý tự động rời khỏi thiên uyên thành, theo ta được biết căn bản không có mấy người. Không riêng gì tu sĩ phi thăng cùng ta ở lại như vậy, chính là từ tu sĩ bản địa từ khu vực Tam Hoàng thêm vào, cũng là quyết không đơn giản muốn rời khỏi thiên nguyên thành lão giả họ liếu cười hì hì trả lời nga hàn mỗ có chút cảm thấy hứng thú mong rằng chỉ giáo thêm một chút hàn lập trong lòng khẽ động nét mặt mỉm cười hỏi rất đơn giản tại thiên nguyên thành ngoại trừ tốc độ tu luyện là gấp đôi địa phương khác đồng thời tam cảnh thất địa có cái gì đó thiên nguyên thành khẳng định có mà tam cảnh thất địa không có gì đó ta nghĩ thiên nguyên thành còn có thể là có nói vậy hẳn hàn huynh đã rõ ràng ý tứ của tại hạ rồi chứ Lão giả nhìn Hàn Lập, ý tứ sâu xa nói, chương 1314, triệu vô quy, thế là sao, lẽ nào nơi đây có thánh địa tu luyện linh khí nồng đậm gì đó? Tinh thần Hàn Lập nhất thời rung lên, hắc hắc, thánh địa tu luyện ở bản thành đích xác có mấy chỗ, thậm chí không kém vài tòa thành của Tam Hoàng, thế nhưng cái này chỉ là một điểm mà thôi. Quan trọng nhất, bản thành không chỉ có các loại tài liệu từ tam cảnh thất địa cuồn cuộn cung cấp, mà còn là cửa ra vào duy nhất tới thế giới hoang dã của nhân yêu nhị giới. Cho nên này các tồn tại cao dai ra vào thế giới hoang dã, phải đi qua bản thành. Như vậy tất cả kỳ chân tài liệu từ hoang dã mang về, nhiều vô số kể, trong đó hơn phân nửa tu sĩ đều là trực tiếp ở đây bán ra thu hoạch được từ hoang dã, hoặc là đổi lấy cái gì đó mình cần. Thậm chí linh dược làm cho một đêm liền tiến dai, cũng không phải là không có bán ra. Chỉ là giá cả cao, đủ để cho chúng ta nhìn mà than thở. Nói đến đây, lão giả dừng một chút, nhưng tiếp đó còn nói thêm. Trừ cái đó ra, một nguyên nhân quan trọng khác mà tu sĩ không muốn rời khỏi thành, là tu sĩ thiên uyên thành chúng ta cứ mỗi 10 năm đều có nghe cơ hội một trưởng lão trong trường lão hội, giảng thuật thiên địa đạo Pháp lại có thể đưa ra nghi vấn tu luyện của mình. Những trưởng lão này đều là tu sĩ hợp thể kỳ, bên ngoài chỗ nào có loại kỳ ngộ này chứ? Hắc hắc, vì vậy phàm là tu sĩ gia nhập bản thành, không có mấy người nguyện ý rời khỏi. Có nhiều chỗ tốt như vậy, nhưng có nhiều cao giai tu sĩ đóng ở bản thành như vậy, hẳn là có cái dụng ý đặc biệt gì đó phải không? Hàn Lập sau khi nghe xong, trong lòng trước tiên đại hỉ, nhưng lại lập tức nhướng mày lên. Đóng quanh năm ở bản thành ngoại trừ tu sĩ ra còn rất nhiều yêu tu cao dai, bọn họ chiếm một phần khác của thiên uyên thành. Mà trừ cái đó ra, còn có vô số yêu thú cùng luyện thể sĩ. Những tồn tại cấp thấp này, phân nửa trong đó là bản thành tự mình bồi dưỡng, mặt khác phân nửa còn lại là từ tam cảnh thất địa điều tới. Hơn nữa hơn 10 người tu sĩ hợp thể kỳ của trường lão hội, bản thành có lực lượng kinh người như vậy, tự nhiên chính là nhằm vào ngoại tộc của hoang dã thế giới cùng tồn tại cấp chân linh. Các tiền bối bố trí siêu cấp tiên trận thực sự quá mức huyền ảo, các thế hệ ngoại tộc xâm lấn lãnh thổ nhân yêu nhị tộc chúng ta, chỉ có thể từ một cái cửa vào bản thành như thế đánh vào, nếu không lực lượng đóng quân canh giữ không nhiều như vậy, chẳng phải là bị dị tộc này một cái liền tiêu diệt nhị tộc chúng ta sao? Nghe nói một khi thật sự cùng ngoại tộc chiến tranh, nhị tộc trong thành bị diệt hơn phân nửa cũng là việc bình thường. Lão giả họ liếu hít một hơi dài thở ra bị diệt hơn phân nửa. Hàn Lập vừa nghe lời này, sắc mặt khẽ biến. Hàn Huynh không cần kinh ngạc cùng quá lo lắng. Khoảng cách mỗi một lần ngoại tộc xâm lấn, lâu là hơn 10 vạn năm, ngắn thì khoảng 6-7 vạn năm. Khoảng cách dài như vậy, đạo hữu có gì phải lo lắng? Nếu là không may, thật sự gặp phải ngoại tộc xâm lấn, cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Bất luận ai canh giữ thiên uyên thành mà lâm trận bỏ chạy, đều sẽ bị nhị tộc liên thủ truy sát. Nếu đã được hưởng lợi trong thành, mạo hiểm liều lĩnh một chút, tự nhiên cũng là phải làm. Có điều là thiên uyên thành bị dị tộc xâm lấn lần trước, là chuyện của hơn 3 vạn năm trước. Trên cơ bản trong một hai vạn năm tới, người và ta không cần lo lắng. Lão giả họ liễu mỉm cười, thì ra là thế, nói như vậy, tại hạ bị người mang đến thiên uyên thành này, chính là nhân họa đắc phúc. Hàn lập sờ sờ cầm, dáng vẻ có chút suy nghĩ. Đây là đương nhiên, Tu sĩ mới phi thăng tu sĩ bởi vì tiến giai luyện hư kỳ so với hậu duệ của chúng ta cùng tu sĩ bản địa của linh giới cao hơn nhiều như vậy. Mỗi một tu sĩ phi thăng, trường lão hội đều có chút coi trọng, sẽ không đơn giản buông tha. Hơn nữa năm gần đây chẳng biết do nguyên nhân gì, phi linh đài tiếp thu tu sĩ phi thăng bắt đầu dần ít đi. Nghe nói mấy vị trưởng lão, thậm chí không tiếc để tâm đến mấy cái hạ giới, muốn đi truy tìm nguyên nhân. Nhưng tựa hồ không có thành công, Hàn Huynh cũng là từ hạ giới tới, có từng phát hiện thấy cái gì dị thường không lão giả bỗng nhiên hỏi không có mọi thứ chỗ nhân giới của tại hạ đều bình thường hàn lập nghe xong lời này nhất thời nhớ tới việc cổ ma trong lòng âm thầm dùng mình nhưng thần sắc vẫn như thường trả lời cái này thật đáng tiếc nếu là hàn huynh thật sự có thể cung cấp cái gì ra chắn chắn sẽ nhận được trọng thưởng có điều là tu sĩ phi thăng mấy năm gần đây cũng đồng dạng không có đầu mối gì chỉ là nghe nói mấy năm trước tựa hồ bên yêu tộc kia có được cái tin tức gì đó. Cho nên trường lão hội phỏng trừng cũng sẽ không sẽ tìm Hàn Huynh hỏi cái gì đâu. Lão giả mặt trẻ cũng không cảm thấy Hàn Lập trả lời có chỗ gì sai, trái lại đáng tiếc nói. Hàn Lập nghe vậy, nở nụ cười, lập tức hỏi ngược lại, được rồi, Liễu Huynh vừa nói tới thanh minh vệ, nghĩa là chỉ cái gì vậy, có phải chính là thanh đạo hữu tại hạ lúc trước thấy qua không? Không sai, chính là đồng đạo mặc thanh minh chiến giáp này. Thanh minh vệ ở thiên huyên thành chúng ta đã là trung giai tồn tại, là giống như liễu mỗ vậy, có thể chỉ huy 10 tên tiểu tử hắc thiết vệ mà thôi. Thanh minh vệ nhất định phải là tu sĩ hóa thần đảm nhiệm, thế nhưng tu sĩ hóa thần lại không nhất định là thanh minh vệ. Sự khác biệt của phương diện này, Hàn Huynh hẳn là hiểu rõ. Lão giả nói như vậy, cái này, Hàn mỗ chính thật ra hiểu được một ít. Có một ít đạo hữu hóa thần kỳ, sợ rằng không thích tranh đấu hoặc là có cái gì chức vụ gì khác. Hàn lập tất nhiên quan tâm, Đạo hữu hiểu, hiểu rõ là tốt rồi, lại nói tiếp, trước vệ sĩ Thiên Uyên thành chúng ta cũng chia ra làm hai loại, một loại là chỉ cần cách mỗi một đoạn thời gian, thay phiên hoàn thành nhiệm vụ cố định của mình, thời gian khác đều có thể tự động sắp xếp. Nhưng loại vệ sĩ này được phân phát linh thạch hàng năm đều là cố định không nhiều lắm, tình hình kinh tế tự nhiên rất là túng quẫn, nhưng hơn ở chỗ không có gì nguy hiểm mấy. Một loại khác, lại là chuyên môn tiếp nhận một ít nhiệm vụ đặc thù của trường lão hội, mỗi lần hoàn thành tốt, chỗ tốt thu được không chỉ có linh thạch thậm chí còn có vài thứ đan dược hoặc là bảo vật quý hiếm gì đó. Đương nhiên nguy hiểm của loại nhiệm vụ này tự nhiên là cực lớn, hơn nữa hơn phân nửa đều có liên quan với thế giới hoang dã hoặc là dị tộc, nên cực kỳ khó khăn. Nhưng mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, liền có thể lấy được hơn 10 năm thậm chí trên trăm năm không cần làm nhiệm vụ trực ban luân phiên, có thể an tâm tu luyện một thời gian dài. Hai loại chức vụ này cũng không phải không thể thay đổi, có thể yêu cầu đổi được. Lão giả giải thích rõ cho Hàn Lập, đa tạ Liễu huynh chỉ điểm vẻ mặt Hàn Lập không nhìn không ra được cái gì sắc gì, nhưng trong miệng vẫn cảm ơn trước. Lão giả mặt trẻ lại xua xua tay cười ha ha, sau đó lại cùng Hàn Lập Hàn Huyên một hồi, cuối cùng đứng dậy cáo từ. Đưa tiến lão giả ra ngoài cửa, sau khi mắt thấy đã rời xa, Hàn Lập mới thu lại dáng vẻ tươi cười quay trở về gian nhà, đi vào trong mật thất rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhẹ nhàng khép lại, cả người giống như tiến nhập vào ngồi thiền. Bên kia, lão giả mặt trẻ sau khi đi ra hàng lang, vài tên tu sĩ hóa thần khác bất thình lình đã chờ sẵn. Vừa thấy lão giả đi ra, ngay lập tức liền đi tới. Thế nào, Liễu huynh có được tin tức gì từ trong miệng người kia không? Tin tức? Người này rất cảnh giác, chỉ thừa nhận mình đích thật là người hạ giới phi thăng lên, cái khác thì một chút cũng không có tiết lộ. Ngược lại ta phải trả lời hắn một ít vấn đề. Lão giả lắc đầu, hình dạng có chút bất đắc dĩ. Ha ha, Liễu huynh trực tiếp tìm tới cửa như thế, một gã vừa tới linh giới, tự nhiên trong lòng có vài phần cảnh giác có điều là chúng ta đích xác cũng không có tâm tư gì khác chỉ là muốn cùng hắn giao hảo mà thôi dù sao người phi thăng giống nhau đều có tiềm lực tiến dai cũng không nhỏ vài tên tu sĩ hóa thần kỳ người một câu ta một câu bàn luận lên có vẻ giống như không có ác ý với hàn lập mà lão giả họ liễu lại mỉm cười không nói sáng sớm ngày thứ hai hàn lập đang ngồi thiền ở trong mật thất không nhúc nhích bỗng nhiên thần sắc khẽ động mở hai mắt ra hắn lúc này đứng dậy đi ra khỏi mật thất đi tới phòng khách cầm lệnh bài cấm chế trong tay, thoáng cái liền đem cửa lớn mở ra. Ngoài cửa, một gã bạch sam tu sĩ đang thản nhiên đứng ở nơi đó. Tham kiến tiền bối, Hàn Lập không dám chậm trễ, hai tay liền ôm quyền. Người này chính là tên kim giáp tu sĩ mặt trắng không dâu kia, chỉ là lúc này hắn đã thay đổi một thân trang phục nho sinh, khí tức nghiêm túc trên người có vẻ giảm đi ba phần, ngược lại hơn một ít ý xuất trần. Hàn đạo hữu không cần khách khí, ta cũng vừa mới đến. Lý Huynh có chuyện khác trong người, hôm nay cũng chỉ có một mình ta tới gặp đạo hư u. Tên ta là Triệu Vô Quy, vị tu sĩ luyện hư này họ Triệu, thái độ rõ ràng hiền lành so với hôm qua rất nhiều. Hàn Lập hơi ngẩn ra, nhưng sau khi vội vàng xưng hô một tiếng Triệu tiền bối, đã đem đối phương vào phòng trong, cùng phân chủ khách ngồi xuống. Có thời gian nửa ngày, nói vậy ngươi có chút kiến thức về thiên uyên thành rồi. Ta cũng nói ngắn gọn, ngươi là tu sĩ phi thăng, lại ở dưới lưỡng sắc lôi kiếp kiên trì được lâu như vậy, có lẽ thần thông không kém cho nên thân phận thanh minh vệ của ngươi, ta đã xin giúp ngươi được rồi. Đây là thân phận lệnh bài, ngươi cầm lấy, đến lúc đó trực tiếp đi tiếp quản tiểu đội bính thứ 56 đi. Hôm qua tại truyền tống điện, ngươi đã gặp qua bốn người kia chính là thuộc về tiểu đội đó. Triệu vô quy vừa ngồi xuống, liền lộn bàn tay, hiện ra một khối ngọc bội xanh biếc, đưa tới. Tại hạ mới đến, đối với mọi thứ còn không hiểu rõ lắm, bây giờ đã đảm nhiệm thanh minh vệ có phải có chút đường đột hay không. Hàn Lập cũng không có lập tức đưa tay tiếp lấy ngọc bội, trên mặt hiện ra một tia trần chờ nói. Hắc hắc, Hàn Đạo Hữu không cần quá mức khiêm tốn, mỗi một tu sĩ phi thăng, vừa đến bản thành đều sẽ đảm nhiệm thanh minh vệ, hơn nữa đều xứng đáng với chức vụ. Về phần chuyện về bản thành, Đạo Hữu chỉ cần ở khoảng một năm rưỡi, sẽ dần thấy quen thôi. Triệu vô quy cười dài nói, nếu tiền bối nói như thế, vậy vãn bối sẽ không từ chối nữa. Ánh mắt Hàn Lập chấp động hai cái, rốt cuộc tiếp nhận ngọc bội, lại tùy ý liếc mắt quan sát. Chỉ thấy trên một mặt ngọc bội khác dấu một ít ngân khoa văn, một mặt khác lại có khắc mấy cái chữ màu vàng nhạt bính 56. Thấy Hàn Lập nhận ngọc bội, Triệu Vô Quy thỏa mãn gật đầu, sau đó bắt đầu giảng giải cho Hàn Lập một ít thứ thưởng thức của Thiên nguyên Thành, có một ít là ngày hôm qua lão giả họ Liễu đã nhắc tới qua, có một số còn lại là Hàn Lập lần đầu tiên nghe được, tự nhiên cực kỳ để tâm. Được rồi, cái ta nên nói đều đã nói. Ở đây chỉ là địa phương cho tu sĩ phi thăng tạm thời tụ hội, không thích hợp ở lâu. Mỗi một tu sĩ đã trên Nguyên Anh, tại Thiên Nguyên Thành đều có động phủ chuyên môn của mình. Có điều là, động phủ tốt xấu cùng với lớn nhỏ, đều cần chính người thực hiện. Việc cụ thể ra sao, người đi Ngọc Khuyết Chu hỏi thì biết. Nơi này có một khối địa đồ của bản thành, người có thể tỉ mỉ kiểm tra một chút. Bởi vì ngươi là người mới của bản thành, một tháng đầu không cần lập tức đến nhận chức, nhưng một tháng sau nhất định phải đến nhận chức thanh minh vệ của mình. Triệu vô quy lại từ trong tủ trạc lấy ra một khối ngọc giản, giao cho Hàn Lập, liền đứng dậy cáo từ. Hàn Lập tự nhiên kính cẩn đa tạ lần thứ hai, đem vật ấy vào giữa phòng. chương 1315, Ngọc Khuyết Các, sau khi quay người vào giữa phòng, Hàn Lập đem Ngọc Giản kia xuất ra, nhẹ nhàng dán lên chán, thần niệm trong nháy mắt chìm đắm ở trong đó. Gần như chỉ một lát sau, vẻ mặt hắn biến đổi. Thiên Nguyên Thành lại lớn như vậy, xem ra diện tích chỉ có hơn tam đại chủ thành của đám người Thiên Nguyên Thành, không có kém sau khi Hàn Lập đem thần niệm rút ra, sắc mặt âm trầm lên, giơ tay vỗ Ngọc trong tay một hồi, hắn đem thu lại, không chút hoang mang rời khỏi gian nhà. Mặc Kệ nói như thế nào, hắn muốn đi trước tới Ngọc Khuyết Các đem động phủ của mình xác định xong rồi nói tiếp, nhưng nghe Triệu Vô Quy nói việc này còn tựa hồ còn có chút khó khăn gì đó, hắn nổi lên một ít hứng thú. Sau khi từ trên bản đồ tìm được vị trí của Ngọc Khuyết Các, lúc này hắn hóa thành một đạo thanh quang bay ra khỏi phi linh biệt. Liên tiếp bay qua hơn 10 tòa cự tháp gần đó, Hàn Lập Yên lặng nhìn chăm chú vào các loại tu sĩ gặp phải dọc theo đường đi. Phát hiện ra rằng các tu sĩ mặc các chiến giáp các màu, tựa hồ chỉ ở gần cự tháp này mới có thể liên tiếp xuất hiện, sau khi rời xa chúng, trang phục của tu sĩ gặp phải lại cùng tu sĩ bình thường ở các địa phương khác của linh giới giống nhau. Cũng không biết những người này là cởi chiến giáp hay là vốn không thuộc về phần đất bên ngoài của Thiên Huyên Thành. Có điều là có một điều có thể khẳng định, chính là ra vào cự tháp lại phải mặc chiến giáp mới được hơn nữa Hàn lập còn phát hiện giáp sĩ từ mấy tầng của cửa tháp khắp nơi ra vào cũng có hai loại luyện thể sĩ hoàng bạch giáp sĩ trong đó luyện thể sĩ mặc hoàng sắc chiến giáp chỉ có tu vi trung gia mà bạch giáp lại đều là cao gia luyện hưu sĩ số lượng bọn họ ra vào rõ ràng vượt xa tu sĩ hắc thanh chiến giáp trong cửa tháp cao tầng ra vào chiến sĩ xem đến nơi đây Hàn lập trong lòng có một tia hiểu ra xem ra toàn bộ chiến lược của Thiên Huyên Thành chính là những giáp sĩ vô địch trong cửa tháp trung bình phân theo cấp hoàng bạch hắc, thanh, kim chiến sĩ, phân chia phi thường rõ ràng chiến lực. Đồng thời bày ra, ngắn gọn rõ ràng như thế, Hàn Lập nhìn quét qua những cự tháp cùng giáp sĩ này vài lần, liền không để ý tiếp nữa lại bay thẳng đến mục tiêu của mình. Phi hành được nửa canh giờ, sau khi thấy một tòa tường thành cao to dị thường rất lớn từ xa, Hàn Lập liền bỗng nhiên độn quang trầm xuống, dừng lại ở tại phía dưới một tòa lầu các ba tầng. Đừng xem lầu các này không lớn, có vẻ không lọt vào mắt, thế nhưng tu sĩ ra vào thật đúng là không ít, Gần như ngay sau khi Hàn Lập vừa dừng lại, quan sát chỉ trong chốc lát, thì có bảy tám gã tu sĩ hóa thành từng đạo độn quang, tiến vào trong cánh cửa. Trên bảng hiệu đại môn của Lầu Các, bất ngờ lại chính là ba chữ cổ văn như rồng bay phượng múa ngọc huyết các. Hàn Lập hít mắt nhìn bảng hiệu ấy một hồi, mới nhấc chân từ từ đi vào trong Lầu Các. Tầng 1 của Lầu Các là một gian đại sảnh rộng hơn 10 trượng, bên trong có khoảng hơn 10 tu sĩ đứng ở trong sảnh, đang nhìn tấm bình phong thật lớn tỏa ra thanh quang ở phía cuối của đại sảnh. Trên bình phong theo một bộ bản đồ cao hai trượng, rộng hơn 10 trượng, ngân quang trên mặt tựa hồ có rất nhiều chữ số liên tục chấp động, mà trước tấm bình phong lại có một gã thanh bảo trung niên mặt dài, mặt mang dáng vẻ tươi cười đứng ở nơi đó. Hàn lập dùng thần niệm đảo qua tới, liền phát hiện những người này đều là tu sĩ cấp nguyên anh kỳ còn người mặc thanh bảo rõ ràng là tu sĩ hóa thần kỳ. Bỗng nhiên, có một vị lão giả nhỏ gầy đi ra phía trước, cung kính hướng người thanh bảo trung niên thi lễ một cái, rồi đem một khối thiết bài lấp lóe hát quang cùng một cái vòng tay chữ vật dùng hai tay giao cho người trung niên người trung niên tùy ý liếc mắt nhìn thiết bài lại kiểm tra cái vòng tay chữ vật liền gật đầu tay vừa lộn vòng tay chữ vật liền biến mất không thấy nữa lại đem thiết bài trả lại cho lão giả tinh thần tên lão giả kia lúc này run lên lập tức giơ tay cầm lấy thiết bài đi tới trước bình phong hướng về phía một nơi nào đó trên bản đồ vĩ đại kia nhẹ nhàng nhoáng lên nhất thời từ phía trên phun ra một tia hắc tuyến Ngân sắc quang điểm thoáng một cái liền tiến vào trên bản đồ viết chữ nhị, sau khi quang điểm ấy nhoáng lên, trong nháy mắt chữ số liền hóa thành chữ nhị. Tam, sau đó lão giả liền lập tức lui xuống. Trong thời gian uống một chén trà, lại có hơn 10 người đi ra phía trước, hoặc cầm vật phẩm, hoặc trực tiếp cầm linh thạch giao cho người trung niên thanh bào kia. Người trung niên hơn phân nửa đều để cho bọn họ đồng dạng tại trên bản đồ làm tiêu ký, nhưng có hai người trong đó giao lên đồ vật thì hắn lại lắc đầu, làm cho hai người kia ủ rũ lui xuống hàn lập phát hiện ra bản đồ cực lớn kia bất ngờ chính là vô số nơi linh mạch có trong thiên uyên thành mà chỗ thanh quang càng đậm trên bản đồ thì linh khí càng đậm chữ ghi trên đó là chỉ số người tranh đoạt đưa lễ càng nhiều thì được tranh chỗ càng tốt có một chỗ thanh quang gần như xanh biếc chữ số trôi nổi trên mặt lại có thể là một chữ thập nhị thấy một màn như vậy hàn lập vuốt cằm trong lòng rốt cục có vài phần hiểu rõ mà điều triệu vô quy đã nói có ý tứ như vậy xem ra muốn tìm được động phủ thích hợp tựa hồ còn phải cùng những người khác tranh đoạt một phen. Tiền bối, người đang tìm kiếm linh địa thích hợp, muốn xây dựng động phủ sao. Bỗng nhiên một tiếng nói thanh thúy từ bên cạnh Hàn Lập truyền tới. Thân sắc Hàn Lập không đổi, chính là chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, vóc người thon dài, đang cung kính đứng ở một bên. Tu vi của nàng cùng lắm chỉ có khoảng chút cơ kỳ, nhưng sau khi thấy một thân trang phục của thị nữ trên người đối phương, thì cũng sẽ không lấy làm kỳ quái. Không sai, ta là muốn tìm kiếm địa phương thích hợp thế nhưng linh sơn của nơi này ta cũng không vừa ý hàn lập ung dung thản nhiên trả lời tiền bối là tu sĩ hóa thần tầng một chỉ là nơi tiếp đãi hắc thiết vệ tiền bối hẳn là lên tầng hai mới đúng nàng điềm điềm cười nói ngươi lại có thể biết ta là tu sĩ hóa thần bằng tu vi của ngươi hẳn là nhìn không ra cảnh giới của ta hàn lập trong lòng dùng mình trong mắt bỗng nhiên chợt lóe ra hàn quang tiền bối không cần kinh ngạc vãn bối tuy rằng tu vi thấp thế nhưng trên người có linh áp bản chuyên môn, chỉ cần chưa vị tiền bối không phải đặc biệt giấu giếm khí tức, tự nhiên có thể nhìn ra một chút. Nữ tử trắng nón cả kinh, nhưng lập tức xua tay, trên cổ tay lộ ra một cái pháp bàn lớn bằng bàn tay, trên mặt có phủ văn ngân sắc chấp động, lại cũng là ngân khoa văn. Hàn lập nhìn pháp bàn ấy một chút, cảm thấy có chút đau đầu. Cũng không biết là vị tiền bối nào của nhân tộc, đã tới được chính là trận pháp luyện khí của Kim Khuyết Ngọc Thư, đem nó tìm hiểu tới loại tình trạng này rồi, có vẻ đã được vận dụng trên tất cả các phương diện ở thiên uyên thành rồi. Kể từ đó, một ít thường thức của hắn ở ngoại giới, xem ra đều bị đánh vỡ ở đây, nhất định phải từ từ hiểu sâu mới được. Bằng không có lúc vạn nhất bị người ám toán, còn không biết vấn đề ở chỗ nào đó. Đương nhiên Hàn Lập lúc này tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì sắc gì, chỉ là hướng nàng gật đầu, liền theo sự hướng dẫn kia, leo lên thang lầu hơi nghiêng, lên tầng 2 của lầu các. Tầng 2 còn nhỏ hơn tầng 1 rất nhiều, nhưng cảnh vật yêu nhã hơn. Tuy rằng đồng dạng cũng có một tấm bình phong bản đồ không nhỏ xếp ở nơi đó, thế nhưng cuối cùng cũng có để một vài cái ghế ở hai bên bình phong, đang có bốn năm người lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó, tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ trên bình phong. Ở một bên bình phong có một gã đại hán mặc tử bào mặt chữ điền, lười biếng ngồi ở chỗ kia. Hàn lập dùng thần niệm đảo qua đại hán, sắc mặt hơi đổi. Vị này là một tu sĩ luyện hư sơ kỳ, về phần vài tên nghiên cứu bản đồ kia, tự nhiên đều là tu sĩ hóa thần giống hắn. Phía sau mỗi người đều có một nữ tử trắng nõn mặc trang phục thị nữ của Ngọc Huyết Các, mỗi người đều là trên dưới trúc cơ kỳ, dáng vẻ xinh đẹp như hoa. Hàn Lập hít sâu một hơi, hướng vị tử bào đại hán ở phía xa kia chắp tay, dưới sự chỉ dẫn của nữ tử trắng nõn kia, ngồi xuống trên một cái ghế. Mà nữ tử đó cũng cùng các thị nữ khác giống nhau, cung kính đứng ở phía sau Hàn Lập không nói. Ánh mắt Hàn Lập sau khi thân hình mấy người kia vừa chuyển, liền thấy trước mắt là một mảnh địa đồ hầu như xanh biếc đi, cũng là mấy chỗ núi non của thiên uyên thành, nhưng rất rõ ràng ngân sắc chữ số hiên lên trên bản đồ, rõ ràng so với tấm địa đồ dưới lầu kia nhỏ hơn rất nhiều, đồng thời chữ số cũng đều là nhất nhị như vậy chiếm đa số, một vài tự nhiều nhất, cũng bất quá là một chữ tứ mà thôi, cũng chỉ có một chỗ mà thôi. Hàn lập nhất thời trầm ngâm, thế nhưng một lát sau, bỗng nhiên hướng thị nữ phía sau vẫy tay một cái, thản nhiên phân phó nói. Ta đối với linh địa phụ cận không biết nhiều lắm, người giới thiệu cho ta tình huống trên bản đồ một chút. Dạ, tiền bối, tấm địa đồ kia tổng cộng bao hàm ba cái sơn mạch của Thiên nguyên thành quản lý, lấy thuy Lang Sơn linh khí sung túc rồi rào nhất ở giữa, cũng là chỗ động phủ tối đa mà tiền bối hóa thần có thể có, đồng thời sản xuất ra vài loại linh dược đặc biệt. Lúc này đây, sơn mạch có hai gã hóa thần kỳ trước đây không vượt qua được yêu kiếp, ngã xuống mà chết, một gã lại hết tuổi thọ, tự động tỏa hóa mất. Vì vậy dựa theo quy định, thu hồi lại linh địa mà bọn họ ở. Cho nên người tranh đoạt cũng là nhiều nhất. Mặt khác một mảnh yêu vận sơn kém hơn một chút, chính là linh địa thích hợp với tu sĩ hóa thần như tiền bối tu luyện cũng không ít, nhưng linh khí đương nhiên không thể cùng Thúy Lan Sơn so sánh. Về phần Quỳnh Thuyên Sơn tệ nhất, nguyên bản là linh địa thuộc sở hữu của tu sĩ Nguyên Anh tu luyện, gần đây mới thay đổi cho tiền bối hóa thần sử dụng, cho nên linh khí của sơn mạch này đối với tiền bối mà nói, sợ rằng hơi có chút không đủ. Thế nhưng động phủ được bố trí ở đó thưa thất nhất, phạm vi linh của tiền bối cũng là cực kỳ rộng lớn, có thể một mình có mảng lớn linh địa phạm vi nhìn giảm Nữ tử trắng nõn chính là cực kỳ xứng đáng với chức vụ, nhỏ giọng kể lại cho Hàn Lập giải thích nói. Thì ra là thế, Hàn Lập chậm rãi gật đầu, ánh mắt tại trên bình phong chấp động không ngừng. Mà nữ tử kia lại biết điều lập tức lại đứng phía sau, thế nhưng ánh mắt chính là không nhịn được tại trên người Hàn Lập mở hai mắt ra nhìn. Nam tử trước mắt thoạt nhìn dáng vẻ hơn 20 tuổi, nhưng lại có thể là một gã tu sĩ hóa thần tuy rằng nàng ở trong ngọc khuyết khuê gặp qua nhiều loại tu sĩ, nhưng chính là không kìm được đối với thanh niên trước mắt nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Đột nhiên một gã mập mạp mặc trang phục viên ngoại đang ngồi, lại đi nhanh ra phía trước, giơ tay đưa ra một cái hộp gấm cùng với một khối ngọc bội xanh biếc, đồng thời cung kính nâng tới trước mặt tử bào đại hán, sau đó mở miệng nói. Vãn bối cách đây không lâu, thu được một gốc cây lang tiên chi 4.000 năm hỏa hầu, tiền bối nhìn xem có tư cách tuyển chọn linh địa hay không. Ngân tiên chi có hỏa hầu 4.000 năm, ngược lại cũng không dễ dàng có được ta muốn xem rồi nói tiếp đi tử bao đại hán từ chối cho ý kiến nói đưa tay cầm lấy ngọc bội cùng hộp gấm rồi mở nắp hộp ra cái nắp đậy vừa mở ra ngân quang nhàn nhạt liền từ trong hộp tỏa ra chuyển đến một cổ mùi thơm ngát làm cho tinh thần rung lên của thảo mộc cho dù hàn lập là người đã thấy qua chẳng bao nhiêu linh dược như vậy vừa ngửi thử dược hương cũng không thể không thừa nhận cái này đích thật là một loại linh dược quý hiếm dị thường ân Bốn ngàn năm tựa hồ còn thiếu mấy trăm năm hỏa hầu, có điều là cũng không sai biệt lắm. Lúc này đây, coi như tính người đủ tư cách đi. Tử bao đại hán trước mắt nhìn chằm chằm linh dược trong hộp gấm hồi lâu, mới lộ ra một bộ dáng miễn cưỡng nói. Trường 1316, tranh giành linh địa. Mập mạp nghe thấy đại hán nói như vậy, thầm thở ra một hơi, mặt lộ dáng tươi cười đa tạ một tiếng, liền dùng ngọc bội tại một nơi quang điểm lơ lửng chữ tứ, làm tiêu ký. Nhất thời vốn là chữ tứ, sau khi một đạo thanh ti tiến vào, nhoáng lên một cái biến thành ngũ. Vị này cũng nhìn chúng một chỗ linh địa có điều kiện tốt nhất của Thúy Lan Sơn, dự định đánh tới chiếm lấy. Thấy mập mạp lựa chọn nơi này, sắc mặt vài tên tu sĩ còn lại vốn ngồi ở một bên đều đại biến. Người vốn có ý muốn giống như thế, nhất thời tắt đi tính toán trước kia. Bởi vì mập mạp là một gã tu sĩ hóa thần hậu kỳ, chỉ luận tu vi mà nói, tuyệt đối đẻ chắc so với các tu sĩ khác ở đây. Sau khi mập mạp tuyển chọn xong, liền thản nhiên về tới trên chỗ ngồi của mình tựa hồ còn muốn nhìn xem lựa chọn của người khác nhưng bởi vì lựa chọn của hắn lại làm cho các tu sĩ còn lại cũng đưa ra quyết định cuối cùng lại có hai người đi ra ngoài phân biệt hai lần chọn cái linh địa của thiên vận sơn trong đó một chỗ có người một chỗ lại vốn là vắng vẻ sau khi hai người này lựa chọn xong lại lập tức nhẹ nhàng đi xuống lầu các tu sĩ còn lại cho mày hiển nhiên còn chưa có quyết định lúc này hàn lập bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đi về phía tử bào đại hán. Các tu sĩ khác chợt ngẩn ra, dù sao Hàn Lập rõ ràng vừa tới không lâu, lại nhanh như vậy tuyển chọn mục tiêu, tự nhiên làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Một tay Hàn Lập nhẹ nhàng phất một cái ở trên vòng tay chữ vật, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, mỉm cười, lấy cả ngọc bội của mình, cùng đưa cho tử bào đại hán. Tử bào đại hán cũng không có lập tức tiếp lấy hộp ngọc, sau khi ánh mắt đảo qua trên người Hàn Lập, thản nhiên nói nghe nói trong thành có một gã tu sĩ phi thăng họ hàn mới tới chẳng lẽ chính là ngươi tiền bối thực sự là tin tức linh thông chính là vãn bối hàn lập trong lòng hơi giật mình nhưng nét mặt không có gì thay đổi trả lời nếu như vậy hàn đạo hiếu hẳn là là lần đầu tiên tuyển chọn động phủ như vậy không cần nộp cái đồ cung phụng gì có thể trực tiếp lựa chọn linh địa từ bao đại hán hướng hàn lập nở nụ cười hiếm thấy đa tạ tiền bối chỉ điểm hàn lập ngẩn ra nhưng lập tức thản nhiên cười cười đem hộp ngọc thu lại. Nghe được Hàn Lập là tu sĩ phi thăng gần đây, các tu sĩ còn lại đều cả kinh nhìn về phía Hàn Lập, trong mắt đều mang theo một tia dị sắc. Xem ra tu sĩ phi thăng, tại thiên uyên thành đích thật là một loại tồn tại khác biệt. Tử bao đại hán trong nháy mắt liền kiểm tra xong ngọc bội của Hàn Lập pi, gật đầu trả lại cho hắn. Hàn Lập cũng không có trần chờ tại một chỗ linh địa không có tiêu ký nào trên bình phong, nhẹ nhàng nhoáng lên ngọc bội của mình. Nhất thời một tia thanh quang phun ra, một chữ nhất hiện lên ở chỗ đó. Người ở bên ngoài quan tâm cử động của Hàn Lập vừa nhìn rõ ràng chỗ hắn chọn, đều thấy rối loạn mọt hồi. Bởi vì địa phương mà Hàn Lập chọn, lại bất thình lình chính là một linh địa trên Thúy Lang Sơn. Nói lấy tu vi hóa thần sơ kỳ của Hàn Lập, tuyển chọn phiến sơn mạch này, cũng không phải cái gì đáng ngạc nhiên, thế nhưng có mấy chỗ linh địa khác trong sơn mạch này rõ ràng cũng là không người, Hàn Lập lại không chấp mắt một cái chọn nơi có linh khí loãng nhất. Cái này làm cho những người này có chút buồn bực, Chỗ tốt duy nhất của linh địa chính là vì bù đắp chỗ linh khí thiếu hụt của linh địa, cho dù là phạm vi linh địa cực kỳ rộng lớn, là chỗ có phương viên hai vạn dặm, là rộng gấp 10 lần một cái linh địa của sơn mạch khác đi nữa, nhưng mà có điều là ai cũng biết, linh địa tốt xấu hoàn toàn cùng linh khí có liên quan, bằng không linh địa cho dù lại lớn, linh dược cùng linh quáng khẳng định cũng phi thường cần cỗi. Về phần tu luyện, tự nhiên càng thêm bất lợi, ngươi thật sự muốn chọn nơi này xây dựng động phủ sao? Nên biết một khi tuyển chọn rồi, trong trăm năm cũng không thể tùy ý đổi lại động phủ. Tử bao đại hán cũng đồng dạng ngoài ý muốn, xem xét phiến linh địa kia trên bình phong chỉ chốc lát, nhớ mày nói. Vãn bối mới tới linh giới, chỉ cần trước tiên có một nơi đặt chân là được, cũng không muốn cùng các vị đạo hữu tranh đoạt cái gì. Nơi đây tuy rằng hơi kém chút, nhưng là không người tranh chấp. Hàn lập bình tĩnh trả lời, nếu nghĩ như vậy, vậy cũng tùy ngươi, dù thế nào một khi tiêu ký hạ xuống, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi lại, Tử bào đại hán nghe Hàn Lập nói như vậy, trên mặt mang theo một tia cổ quái quan sát Hàn Lập một lần, mới xua xua tay nói, thanh âm lại khôi phục vẻ lười nhắc trước kia. Hàn Lập lại không thèm để ý sau khi ôm quyền một cái, lại trở về chỗ ngồi, dự định xem một hồi nữa. Lại một gã tu sĩ đứng lên, có vẻ cũng muốn đi tới chỗ tử bào đại hán lựa chọn linh địa, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ phía cầu thang, một người lại không có thị nữ dẫn dắt trực tiếp đi lên tầng 2. Tu sĩ si ở tầng 2 vừa thấy người này, sắc mặt đều cả kinh biến hóa liên tục, chỉ có tên mập mạp tu vi cao nhất kia vừa thấy người này, hai mắt lại sáng ngời hô, hóa ra là ông đạo hữu, thế nào lần này cũng có hứng thú tranh đoạt linh địa sao. Người lên lầu là một gã hán tử mặc lam bào, hai hàng lông mày vểnh lên, mắt chợt hiện ra hàn quang, khiến cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác cực kỳ hung ác. Hắc hắc, Kim Huynh có thể tới đổi động phủ, ông mỗ tự nhiên cũng có thể tới. Ánh mắt hán tử tại trên người mập mạp đảo qua, cười nhạt một cái nói người này là một gã tu sĩ hóa thần trung kỳ thế nhưng đối mặt với mập mạp hậu kỳ lại hoàn toàn có vẻ kết bạn ngang hàng điều này làm cho hàn lập trong lòng khẽ động không khỏi quan sát người này nhiều hơn dù sao tu vi tới loại trình độ này như bọn họ mỗi một khi tiến giai đều đại biểu cho thực lực lại tranh lệch thật lớn đương nhiên người trên thân có linh bảo giống như hắn lại tu luyện thành các thần thông nghịch thiên như phệ linh thiên hỏa nguyên từ thần quang tự nhiên là ngoại lệ của ngoại lệ Vị lam bào nhân này có thái độ đối với một vị tu sĩ hậu kỳ như vậy, xem ra phải có điều ỷ vào. Ông hiền đệ nói đùa, động phủ bây giờ của ngươi, chính là chiếm cứ một cái linh địa nhất đẳng, cần gì phải lại đổi làm cái gì. Mập mạp vuốt vuốt cái cằm to mập, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắc hắc, tại hạ gần đây dự định tu luyện một loại bí thuật mới, đối với linh khí không quá coi trọng, thế nhưng lại cần phạm vi của linh địa phải rộng lớn hơn một chút, bằng không tu luyện lên sẽ có chút phiền phức chỉ có trước tiên tạm thời đổi một chút mà thôi. Lam bảo hán tử cười ha ha, trả lời hàm hồ. Thì ra là thế, vẻ mặt của mập mạp họ kim chợt hiện ra vẻ đã hiểu, nhưng hắn có thực sự tin tưởng hay không, tự nhiên chỉ có trời biết. Hàn lập nghe thấy hai người hán tử đối thoại nói như vậy, lại nhíu mày, nhưng lập tức lại ra vẻ dường như không có việc gì. Lam bảo hán tử đi vài bước tới chỗ tử bảo đại hán, tới trước mặt rồi thì hai tay chắp lại, mới cung kính ân cần thăm hỏi nói. Tham kiến tiêu sư thúc, gia sư lệnh cho vãn bối gửi tới sư thúc một tiếng hỏi thăm sức khỏe. Vân An, bằng tính tình thối của minh lão quái, làm sao nói như thế được? Có điều là, sư phụ người trước sau đã tránh thoát qua sáu lần đại thiên kiếp, sợ rằng thiên kiếp thứ bảy rất khó lừa dối nữa. Tử bào đại hán lại cười nhạt nói, vừa nghe tử bào đại hán nói lời ấy, trên khuôn mặt hán tử lông mày vểnh lộ ra một tia xấu hổ, nhưng lập tức thành thật trả lời, gia sư đích xác đã tại trong động phủ bế quan hơn 200 năm, chuẩn bị tế luyện một kiện linh bảo, mong chống đỡ được thiên kiếp lần sau. Linh bảo, xem ra vận khí của sư phụ ngươi không tồi, lần trước linh bảo chính là vì chống đỡ thiên kiếp mà bị hủy, nhanh như vậy liền thu đủ tài liệu để luyện chế một kiện nữa. Nói như thế, sư phụ ngươi ngược lại cũng không phải không có cơ hội vượt qua thiên kiếp lần sau. Được rồi, lần này bản tôn trực ban công việc chấp trưởng nhiệm vụ lúc này, không thích hợp nói thêm cái gì nữa, ngươi mau chọn nhanh linh địa của mình đi. Sắc mặt tử bào đại hán bỗng nhiên trầm xuống, không muốn nhiều lời. Tuân mệnh, hán tử lông mày vỉnh mở miệng nói, mới hướng địa đồ trên bình phong kia đảo qua, khi ánh mắt dừng lại ở một chỗ đã hiện lên chữ số thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Linh địa ở Thúy Lang Sơn hẻo lánh như vậy, làm sao lại có người lựa chọn sử dụng? Kim Huynh, người vừa ở chỗ này, có thể nói là ai chọn linh địa đó hay không? Ông họ hán tử không dám hỏi tử bào đại hán cái gì, lại bỗng nhiên quay đầu lại hướng mập mạp họ Kim hỏi, đồng thời giơ tay hướng bình phong hư ảo điểm một cái, nhất thời một đạo bạch quang rơi vào trên mặt một chỗ nào đó. Mập mạp vừa thấy chỗ quang điểm rơi xuống kia, trên mặt nhất thời hiện lên biểu tình quái dị, lại vô ý thức liếc mắt nhìn về hướng hàn lập bên này. Vừa thấy thần sắc của kim mập mạp như vậy, làm bảo hán tử sao còn không rõ chuyện gì xảy ra, lúc này chậm rãi xoay người qua, nhìn tới đánh giá cẩn thận đánh giá hàn lập. Là người chọn khối linh địa này, người này vừa nhìn ra tu vi hàn lập chỉ là cảnh giới sơ kỳ, trên mặt không khỏi hiện ra một tia ngạo nghễ, thanh âm lạnh lùng nói đạo hữu cũng coi trọng nơi đó sao? Hàn lập trầm ngâm một chút, mới thản nhiên trả lời. Hừ, ta tu luyện bí thuật, chỉ có phiến linh địa đó hợp nhất với ta. Người biết điều thì hãy chủ động bỏ qua nơi đó, bằng không tranh đấu nổi lên, đừng trách ông mỗ sẽ không hạ thủ lưu tình. Hán tử lông mày vỉnh há mồm âm trầm nói, không thể nghi ngờ lộ ý uy hiếp. Hàn lập không nói gì, hắn vì tránh cùng những người khác tranh chấp, cố ý tuyển chọn một cái địa phương linh khí loáng, để tránh cho tại thiên huyên thành chiêu chọc thêm cái phiền phức gì. Dù sao hắn một lòng đều đặt ở trên tu luyện, thực sự không muốn cùng người nào kết hạ cái thù hận gì, làm quấy rầy hắn truy cầu đại đạo. Nhưng hàn lập trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, chỗ kém như vậy lại còn bị người chủ động tìm tới cửa. Cái này đối hàn lập mà nói, thật đúng là một chuyện tình mải mai. Ở chỗ sâu trong con người của hắn lam mang chợt lóe lên, ánh mắt sắc bén nhìn hướng tới những người khác. Chỉ thấy tử bào đại hán thản nhiên ngồi ở trên ghế, mí mắt cũng không chấp một cái, căn bản không có ý nghĩ hỏi tới việc này. Về phần đám tu sĩ còn lại, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, nhìn đã có chút hả hê. Tiền bối, nếu ta buông tha lần lựa chọn này, thì liệu còn có thể lựa chọn sử dụng một cái linh địa khác không? Hàn Lập bình tĩnh hướng tử bào đại hán hỏi. Không được, số lượng linh địa vốn là không đủ, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội tranh đoạt linh địa. Nếu là thất bại, chỉ có thể sau trăm năm nữa tiếp tục tranh đoạt linh địa. Tử bào đại hán mặt không biểu tình nói, cũng không có một chút ý giản xếp. Nghe xong lời này, Hàn Lập nhẹ thở dài một hơi. Chờ hơn trăm năm lại xây dựng động phủ, điều này đối với nhu cầu gấp gáp thúc đẩy linh dược, luyện chế rất nhiều đan dược của hắn mà nói, căn bản không thể chịu đựng được. Mà lúc này, hắn tử cười nhạt một tiếng nói thêm, cho dù chờ hơn trăm năm, trung quy so với bị cứng rắn đánh rớt một cái cảnh giới thì vẫn tốt hơn nhiều. Nếu là đạo hữu không nghe lời tại hạ nói như vậy, hắc hắc. Hàn lập nghe thấy đối phương nói như vậy, chân mày nhướn lên một cái, không giận mà ngược lại nở nụ cười. Tại hạ không cách nào đáp ứng thỉnh cầu của các hạ. Ta xem, chính là đạo hữu nên tìm chỗ tu luyện khác tốt hơn, hàn mỗ cũng không muốn cùng ông huynh tổn thương hòa khí, chẳng may tại hạ nhất thời lỡ tay thì. Hàn lập hời hợt nói ra như vậy, câu nói kế tiếp tuy rằng chỉ nói hơn phân nửa, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý đối đầu gay gắt không khách khí. Tất cả mọi người đều giật mình, chương 1317, phiền phức không đâu. Lấy tu vi sơ kỳ của Hàn Lập lại thêm hành động yếu thế lúc trước, hiện tại đột nhiên nói ra lời nói như vậy, tự nhiên là làm mọi người kinh ngạc. Mà ngay cả tử bào đại Hán vốn mặt không đổi sắc, cũng hiện lên một tia kinh ngạc nhìn về phía Hàn Lập. Hán tử kia nghe xong lời này, một tầng sát khí chợt lóe lướt qua trên mặt. Thật can đảm, tu vi thấp hơn so với ta, lại còn dám nói với ta như vậy, ta chính là đã mấy trăm năm cũng không thấy qua. Nếu đã nói như vậy, trận chiến tranh đoạt linh địa ba ngày sau, ta sẽ không nương tay cái gì cả. Hán tử dị thường âm độc nói, vậy thì đến lúc đó tại hạ xin lĩnh giáo thần thông của các hạ, hàn mỗ hiện tại xin cáo từ trước. Hàn lập chính là thản nhiên bâng qua trả lời, lập tức hướng tử bào đại hán hơi không người, rồi nhẹ nhàng rời khỏi tầng 2. Nhìn thấy bóng dáng hàn lập dần khuất đi, hán tử lông mày vỉnh mặt trầm như nước. Không bao lâu sau, ở một chỗ trên cao không có một bóng người gần ngọc khuyết khác, kim mập mạp cùng thân ảnh hán tử lông mày vỉnh xuất hiện ở nơi đó, đang dùng truyền âm thuật nói chuyện gì đó với nhau. Ông hiền đệ, người tranh đoạt mảnh linh địa kia rốt cuộc để làm gì, vừa rồi ở bên trong khó mà nói, bây giờ nên để lộ cho lão ca một phần đi. Kim mập mạp một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại cười hì hì hỏi. Tiểu đệ lúc trước cũng không có nói dối, đích thật là vì tu luyện một loại bí thuật mới không thể không đổi động phủ. Nếu không, đầu óc tại hạ cũng không có hồ đồ, như thế nào lại cố ý tìm kiếm chỗ linh khí loãng như thế kia chứ? hán tử lông mày vỉnh thở dài trả lời. Kim mập mạp nghe thấy đối phương nói như vậy, lớp thịt béo trên mặt chớp lên hai cái, cười hắc hắc, lộ ra vẻ không tin. Hán tử lông mày vỉnh nghi hoặc đau đầu, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút nào khác thường, cũng lộ ra một vẻ mặt ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Quên đi, mặc kệ ông hiền để có mục đích gì, nếu đã không muốn nói rõ, nghĩ đến cũng chỉ làm chính mình đau đầu. Bất quá, ngươi thực sự tính toán ở trong tranh đấu không nương tay đối với tiểu tử họ hàn kia sao? hai mắt Kim mập mạp quay tròn xoay chuyển, nhưng lại thay đổi đề tài. Làm sao, Kim đạo hữu cùng người này có cái quan hệ gì sao? Hán tử lông mày vỉnh sắc mặt hơi trầm xuống, có chút không mau đứng lên. Ta làm sao lại cùng người này có quan hệ, nhưng hiền đệ không biết rõ rồi, thật khôi hài hắn là một gã tu sĩ phi thăng vừa mới đến thiên uyên thành. Kim mập mạp dường như nói một câu thức tỉnh với hán tử. Tu sĩ phi thăng, vậy thì thế nào? Thiên Nguyên Thành chúng ta cứ cách 2, 3 năm lại có một vị tu sĩ phi thăng gia nhập. Chẳng lẽ Kim huynh cho rằng ta lại không phải đối thủ của một gã tu sĩ sơ kỳ sao? Ta không biết người này vì sao gan to như thế, phỏng chừng là ở hạ giới quen sưng vương sưng bá, ở linh giới chúng ta vẫn còn cho chính mình trở thành cái nhân vật quan trọng gì đó. Sắc mặt Hán Tử lông mày vỉnh khẽ biến, nhưng sau khi hơi trầm ngâm thì cười lạnh một tiếng. Ha ha, tu vi người này tất nhiên không cần nhắc tới. Lấy thần thông của ông đạo hiếu ngay cả kim mố cũng không dám nói có thể thắng. Một gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ cho dù có nghịch thiên, cũng không có khả năng là đối thủ của đạo hiếu. Nhưng tu sĩ phi thăng trong thành có chút bao che khuyết điểm, người dậy một chút là có thể được rồi, tốt nhất đừng làm tổn thương tới tính mạng của đối phương. Nếu không cho dù có minh tiền bối làm chỗ dựa, bị mấy tên gia hỏa kia biết được, thì đúng là phải sinh ra một phen phong ba. Kim mập mạp làm ra vẻ hảo tâm khuyên, người này nếu đã làm cần như vậy, ta tự nhiên phải hảo hảo giáo huấn một chút. Về phần thật sự lấy tính mạng của hắn hay không, đấu pháp không có mắt, chỉ có đến lúc đó mới biết được. Hàn quang trong mắt hắn tử chợt lóe, nhưng trên miệng vẫn nhẹ nhàng trả lời. Nếu ông Huynh đã nói như thế, ta cũng không biết nói cái gì nữa. Ba ngày sau, ta cũng phải liều mạng với bốn tên gia hỏa khác. Còn chưa biết, có được như ý hay không, Kim mập mạp làm ra bộ dáng sầu mi khổ kiểm. Kim Huynh nói lời này có thể quá khiêm tốn. Ta nghe nói, Kim Huynh gần đây lấy được một kiện thượng cổ bảo vật, có thần hiệu không thể tưởng tượng nổi, uy năng cũng không kém một loại linh bảo nào. Hán tử lông mày vỉnh bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Kim mập mạp nghe thấy lời này, biến sắc, nhưng lập tức vẻ mặt tự nhiên lên. Không thể tưởng được ông hiền đệ ngay cả việc này cũng biết, trước đây vài ngày vi huynh đích xác có được một kiện bảo vật, nhưng là nói uy lực ở trên linh bảo, vậy tự nhiên có chút khoa trương. Chỉ là hơi có chút kỳ hiệu phòng thân mà thôi, kim mập mạp liên tục xua tay, thật không, hán tử lông mày vảnh lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười. Kế tiếp, hai người tâm mang ý xấu này lại nói chuyện với nhau một hồi, sau đó kim mập mạp hóa thành một đạo hồng quang, rời đi. Nhìn thấy độn quang biến mất ở chân trời, sắc mặt hán tử họ ông bỗng nhiên giữ tợn lên, khẽ hừ một tiếng. Hừ! Lại muốn chọc giận ta, để ta cùng tu sĩ phi thăng làm thành đại cừu. Hắn thật biết tính toán, hắn giống như lẩm bẩm vài câu, kim mập mạp hiểu biết không ít về ngươi, đã dậy lên một chút lòng nghi ngờ rồi, hành động về sau tốt nhất cẩn thận một chút. Hắn chưa tới vì lự, nhưng thật ra tổ phụ của chúng rất là khó giải quyết, ta cũng không muốn trêu chọc. Thanh âm của nam tử khác bỗng nhiên ở từ trên đỉnh đầu hán tử lông mày vỉnh truyền đến. Tiếp theo, ở nơi đó linh quang chợt lóe, một con dao long toàn thân xanh biếc, giống như ngọc bích, hiện thân ra. Sư phó, yên tâm, chỉ cần đoạt được linh địa, đồ nhi lập tức đem tỏa linh địa kia phong tỏa. Trừ phi hắn hiểu biết chính xác cái gì, nếu không quyết không thể nề hà. Hán tử lông mày vỉnh vừa thấy Ngọc Bích giao long, liền lập tức thi lễ, sau đó phi thường cung kính nói. Ân, ngươi làm việc ta cũng yên tâm, nhưng sự tình rất quan trọng, nếu không phải ta đang trong thời điểm mấu chốt tế luyện linh bảo, quyết sẽ không chỉ phái phân thân tới đây, hy vọng ngươi đừng làm vi sư thất vọng. Ngọc Bích giao long gật gật đầu, vẻ người lớn này sinh bất ngờ nói. Đồ nhi nhất định không làm sư phụ thất vọng, hán tử lông mày vỉnh cơ hồ vỗ bộ ngực cam đoan nói, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ trần chờ hỏi một câu. Bất quá, tin tức thật sự chuẩn xác không, linh khí nơi đó thật sự không được tốt lắm, tựa hồ không có khả năng là nơi cuối cùng người kia tỏa hóa. Ta đương nhiên không có 10 phần nắm chắc cam đoan tin tức nhất định là sự thật. Nhưng là lấy thân phận của người kia, dù cho chỉ có một tia có thể, cũng đủ để cho chúng ta thử một phen. Chỉ cần là thật, chúng ta được di bảo cùng công pháp của người kia, chẳng những vi sư lần này độ kiếp không cần lo lắng nữa, chính là ngươi tiến giai lên luyện hư cũng là rất có khả năng tranh đoạt ba ngày sau, ngươi chỉ có thể thành công, quyết không thể thất bại. Nếu là đối phương thật sự có chút khó giải quyết, ngươi cũng không cần nương tay cái gì, trực tiếp đánh gục là được. Dẫu rằng về sau có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng là cùng di bảo của người kia so sánh với nhau, cái này không đáng kể chút nào. Thân âm của Ngọc Bích giao long âm hàn xuống, đồ nhi tuân mệnh, hán tử lông mày vểnh trong lòng dùng mình, nhưng lập tức đáp ứng nói. Bất quá, mỗi người tu sĩ phi thăng đều am hiểu đấu pháp, cũng không thể sơ suất quá, Tuy rằng người này chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng là vì để phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ đem thiên hồn linh, tạm thời cho ngươi mượn sử dụng, có ba ngày tạm thời tế luyện, cũng đủ để cho ngươi tạm thời sử dụng pháp bảo này. Như thế mà nói, thì vạn vô nhất thất, Ngọc Bích Giao Long sau khi trầm ngâm một chút, một chiếc khẩu, một đoàn âm khí phun ra khẩu bắc, bên trong vây lấy một quả tắc cho phép đại điều linh, hắc khí quấn quanh bên ngoài, có khắc dấu ký hiệu chú ngữ chi chít. Vừa nghe Giao Long nói lời ấy, Hán tử mừng rỡ liên tục nói cảm tạ sự ban thưởng, tiếp đó tay áo chạy run lên, một cỗ lam hà bay ra, thoáng cái liền đem cái chuông quấn vào cổ tay áo. Sau đó Ngọc Bích Giao Long kia lại từ trên cao nhìn xuống phân phó vài câu, rồi hóa thành một đạo ánh sáng xanh biếc bắn vào trong một cái cổ tay áo khác của hán tử lông mày vểnh Hán tử lông mày vểnh lúc này mới quay người lại, hóa thành một đoàn lam quang hướng một cái phương hướng khác bắn nhanh đi. Hàn lập tự nhiên không biết mấy sự tình này, cũng càng không có dự đoán được có người thật sự động sát tâm đối với hắn. Sau khi rời khỏi Ngọc Khuyết Các, hắn không có lập tức trở về Phi Linh Điện, mà lại dựa theo đánh dấu trên bản đồ, ở trong thành phi hành khoảng hơn phân nửa ánh nắng cảnh, cuối cùng ở trên trời cao ngoài ngàn dặm bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống thấy hết thảy trong thành, rồi nhíu mày cân nhắc cái gì đó. Lại nói tiếp, cái thiên uyên thành này là gọi là uyên quốc mới càng chính xác hơn. Chỉ riêng toàn bộ diện tích thành thị quản lý, cơ hồ tương đương với một cái tiểu quốc gia ở nhân giới. Nhưng trên ý nghĩa thực sự thiên uyên thành chính là không quá lớn, chỉ là rộng vạn mẫu, dùng tường thành to lớn vây xung quanh thành nội. Cái mảnh thành nội này có hình thang, trước sau đèo thấy có tường thành, hai bên thì bị tiên trận cực đại sinh ra sương mù nồng đậm che giấu, cho dù là tồn tại cấp chân linh cũng không cách nào cứng rắn xông vào. Mà tường thành đối mặt với thế giới hoang dã là hẹp nhất, chỉ dài có hơn trăm, một cái pháp trận khắc dấu ấn phủ chú trên tường thành cao tới hơn nghìn trượng, nhìn từ xa xa giống như một vách tỏng cao chọc trời, làm cho người ta sợ hãi ngay tại ngoài cái đoạn tuần thật lớn này có vô số nhân yêu nhị tộc ngày đêm cảnh gác và tuần tra khu vực xung quanh hơn nữa các loại pháp trận cấm chế đối với phương hướng này lại ngày đêm mở ra không ngừng một chút nào ở sau tường thành đó còn lại là đại quân nhân yêu nhị tộc thủy chung vẫn duy trì ngoài trăm vạn từ nhiều năm này vẫn đóng ở trong những cái cự tháp ấy thi triển canh phòng nghiêm mật như thế lúc này mới bảo đảm thiên huyên thành từ khi thành lập tới nay chưa bao giờ bị dị tộc đánh lén công phá được thành đối lập với cái này là một mặt tường thành khác của thành nội hình thang này thì không có cực kỳ xâm nghiêm như vậy nhưng kéo dài hơn ngàn dặm có vô số nhân yêu nhị tộc từ tam cảnh thất yêu bình thường ra vào những người này hơn phân nửa đều là mạo hiểm tính đi thế giới hoang dã phân nửa còn lại là đến thiên uyên thành mua bán chút đồ vật gì đó kể từ đó làm cho trong thành cực kỳ thịnh vượng sau khi thực sự ra khỏi thiên uyên thành trên mặt ý nghĩa chính là một mảnh sơ mạch liên miên rộng lớn ngẫu nhiên cũng có một tòa thôn trấn nhỏ có phạm nhân sống tại đó, nhưng tuyệt đối không có tòa thành thị thứ hai của tu sĩ tồn tại. Phạm nhân của thôn chấn đó đồng thời cung cấp cho Thiên Huyên Thành một ít vật tư cần thiết cho cuộc sống, đồng thời lại cuồn cuộn không ngừng cung cấp một ít tu sĩ cấp thấp cùng luyện thể sĩ. đương nhiên ở trong khu vực phân chia cấp cho yêu tộc cũng có vài ba cái đàn thú cực lớn cùng yêu thú cấp thấp tồn tại, đồng dạng cũng vì Thiên Huyên Thành cung cấp bổ sung số lượng lớn yêu tộc cấp thấp. Tuy rằng nói là nhân yêu nhị tộc ở linh giới muốn sống yên thì không thể không liên thủ cùng nhau, cùng phái người đóng ở Thiên Uyên Thành. Nhưng là người và yêu dù sao có chút khác nhau, vì tránh cho hai tộc ở trong thành bùng nổ xung đột, cả tòa Thiên Uyên Thành dùng một đạo quang mạc rất lớn từ chính giữa đem phân thành nội ra làm hai. Mỗi bên đều tự quản lý phần của mình, về phần địa vực bên ngoài thành nội, cũng là đồng dạng lấy một đạo vô hình hư không làm giới hạn, mỗi phe chiếm cứ một bên. Phòng trừng chỗ duy nhất yêu nhân nhị tộc có thể chung sống, cũng chỉ có ở một tòa tháp trưởng lão ở trung tâm của thành nội tháp này chẳng những là to gấp nhiều lần các tháp khác đồng thời cũng là chiến lược cuối cùng của thiên uyên thành là chỗ hơn 10 tên trưởng lão tu vi đạt tới hợp thể kỳ của nhị tộc thương nghị sự tình cùng quyết đoán cho nên tháp này ở trong mắt của mọi người ở thiên uyên thành có vẻ cực kỳ thần bí